Mới thấy Kim Ngân với Kim Thoa này, hôm nay toàn hàng đẹp mà đi đâu hết trơn này, sáng nay like quá trời đồ đẹp. Đôi có mẫu mới về,
có mẫu mới về, mẫu này thì không có đồ đôi đâu, mẫu này chỉ có, giờ cái này lên trước đi, cái này hàng chính thì có được 2 ly, không được nhảy qua đống đồ nữa, nó trơn nó té con á, người lớn màu đen ý, trời ơi siêu đẹp. Rồi bây giờ mà bây giờ Nai mở Nai cái này trước đi, rồi Nai cái ba lô cho chị Tài Hồ coi nha, cái này lỡ lên lên mẫu mất rồi. Hàng siêu thị này mọi người này, rất đẹp nhất lát luôn, có 2 size, 8-12 là 115, size 14-22 là 125 nha mọi người, siêu rẻ luôn, hàng siêu thị giá 14-22 là 125.000 thôi, 8-12 có 115 à. Ghê luôn à, nói không có nghe nha. Trời ơi nó đẹp nhất lát luôn. Bộ này comment cho Hoàng mã xanh nha, đẹp quá, vải đẹp xuất sắc. Cái này chị Yến Đỗ mới nhận hàng siêu thị biết chất vải rồi đúng không? Hàng chính phẩm nha. Bộ này cái quần như vậy nè, đẹp chưa? Ba lô bé trai đi học này, học lớp mấy rồi chị Duy Lâm? Bé chị lớp mấy? Em đăng like cái này xíu nha. Ba lô em nhiều lắm mà em đăng trong, bây giờ nó còn có mấy cái thôi, còn tại vì ngày mai nhà em đi đám giỗ lên, ngày mai em chỉ like được từ 9 giờ đến 12 giờ thôi là em ngưng, sau đó thì nhân viên sẽ chốt đơn cho mình một ngày nhá, và xong thì em đi lấy ba lô túi sách thêm, em hết hàng rồi mấy chị nhá. Đây nè, cái mã này á siêu đẹp, chị nào lấy size nào thì comment size đó rồi em hoàn xong em lên áo cho mấy chị lựa nha, áo đẹp lắm. Rồi mã này size 5 hả? Lớp 5 bây giờ không còn cái nào luôn á. Lớp 5 bây giờ hết rồi, lớp 5 đang, người ta đang xài ba lô tặng quà nhiều. Con cầm cho ba cái này đi Khánh. Rồi, chị nào lấy mẫu này comment mấy mã số 1 nha mọi người. 2 size 8, 12, 14, 22 nha. 115 và 125. Đó, cái bộ này siêu đẹp nha, cái quần của nó như vậy này, đẹp chưa? Nó không phải là cái này tùy theo chiều cao nha, nó giống như là quần quần lửng lửng á, đẹp lắm mấy chị. 8-12 là từ 20 cho tới 32 ký, đẹp đã man chưa, chất thời cơ nha. Hàng siêu thị nó sale rất là ít mấy chị, không có nhiều đâu, một lô nó chỉ tớt một vài màu thôi mấy chị nha. Chị nào lấy comment giùm em nha, thun siêu siêu đẹp luôn, mát rượi luôn nha mấy chị, mà nó mịn lắm nha. Bộ bé gái hàng siêu thị giùm em nha, em có màu xanh, có đúng một màu thôi nha cả nhà nha, cũng được có 2 ly thôi, một ly đại một ly cổ nha. 8-12 và 14-22, chị nào lấy mở hàng giùm em đi mấy chị, cho lên cho đắt hàng xong em lên áo thun, áo thun cho đang chờ chị kia về chị phụ like á, tại vì áo thun phải có người gặp, áo thun Thái em còn, em lên cho áo giống như Hà đang mặc rồi này, cái mẫu này cái cổ áo mày đẹp ha, không có bị trễ. Rồi chị nào lấy mã này không, chị Yến Đỗ lấy cho bé gái một bộ mở hàng như này, vải đẹp lắm chị Yến ơi, thun rất là xịn mà in là in nước nha mọi người. Chào Xuân Độ, áo nhận hàng đẹp không Xuân Độ ơi? Nhận áo rồi đúng không? Áo vải đẹp không bà? Cho xin cái feedback coi, chiều nay bán được 300 cái rồi nha. Bây giờ hiện tại chỉ còn hơn 100 cái nữa là hết rồi. Em chào chị Ni Dung Nguyễn, size 32 cân, ok người yêu, size 12 nè. Size 12, 115 ngàn, có chết cha. Nãy giờ chưa mở máy nữa, 115. Ngây nó dày nó mịn lắm luôn, nó nói là hàng siêu thị mà giá này quá bèo mấy chị, trên 200.000 mà like xuống còn có 100 mấy thôi à, đẹp lắm bạn nha, giá này vô cùng hợp lý, cảm ơn người yêu nha. Nè, vải Hoàng đang mặc này xuất sắc luôn, tí Hoàng like cho à, size 9 cho chị Yến Đỗ này. Hello chị Ngọc Hiền, chị Ngọc Hiền là khách mới hả, khách mới hay khách cũ hả chị Ngọc Hiền ơi? Chị Ngọc Hiền khách mới hay khách cũ ta? Ba lô hồng phía sau bao nhiêu em? Ba lô hồng nè. À em còn một cái thôi, em sale 220. À còn 2 cái nha chị Loan ơi. 220 hàng Quảng Châu. Bền lắm. 115 cho chị Yến Đỗ này, ok này. Chị Ngọc Hiền mã số 1 25 kg và 35 kg, em coi khách cũ hay khách mới nha. Chị Ngọc Hiền là khách cũ này, ok chị yêu này. 25 cân. Size 10 cho chị Ngọc Hiền này. Chị ơi 35 cân là mặc size cổ mà em 125 nhá. Ok chị Hiền, em thấy thông tin của chị đây rồi này. Thấy rồi ạ. 115. 115. Một bộ 35 ký là size cổ này. Xuân Độ lấy bộ này cho gái lớn mặc này, quần lửng đẹp lắm. Em lấy qua size 16 đi cho thoải mái nha, em tự lựa. Lỡ size này cho mấy chị coi, cho em nói cái loại siêu thị mấy chị nhận hàng một lần là mấy chị biết rồi đó. Nó không xuyên cái hàng
đặc biệt lắm, chị biết sao không? Ba lô size bao nhiêu vậy em? Ba lô là size lớp 1, lớp 2, lớp 3. Quần đùi bò bé gái lớn thì bà còn hàng. Có. Còn hàng. Trời ơi, lại này. Trời ơi trời, nó đã ghê luôn á. Im nước nha. Áo khoác hả chị? Áo khoác lúc nãy em đang có size 50kg, thích màu nào báo cùng em nha. Áo khoác này người ta chưa có giao hàng chị ơi. Chắc là nó đang làm deal đó, 1-2 hôm nữa nó giao à. Chị cứ đặt hàng đi, áo khoác nha em. Chị yên tâm, hàng siêu thị á, nằm trong hệ thống của Sachamart nha. Tôi xem lấy đôi sang quần đi chơi hả? Bé gái nhỏ thì đang hết hàng rồi, còn bé gái lớn hoặc Xuân Tổ ơi, 125. Chị Ngọc Hiền em cảm ơn nhé, hai set của chị Ngọc Hiền. Rồi set này em lên lại lần nữa rồi em qua mẫu này. Em lên lại lần nữa rồi em qua mẫu nhé. Chị nào vào xong chưa có thì chốt, còn xanh chính này. Ủa xanh xanh cao hình như mới lên phải không? Lấy bộ này cho gái nhà em mặc xanh xanh cao. Chào My Anh Nguyễn nha, đồ bé trai hả? Có luôn nha, nhưng mà giờ chị lai áo thái cho nó hết đã nha. Áo Hàn đang mặc đó là thun thái mà Hàn đặt may nhưng mà số lượng còn ít thôi, lát nó Hàn lai cho mọi người nhé. Chị Hàn lai được hơn 300 cái rồi đó. Chị nào lấy comment giùm em, trời ơi vải đẹp ghê luôn á. Size đại là 115, còn hai bộ size 9, size 11. Còn size cổ là có size từ 14 đến 22 nha. 50kg đổ lại mang vừa giùm em nha. Chất đẹp quá chị Mộc Trâm ơi. Có 125.000 thôi mà quần này. Quần này qua gối chút xíu nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Ai lấy con quần giùm em nha. Bây giờ em còn trên đổi cho mình size 10. Chị Ly Dung Nguyễn size 14 nhé. 14 là giá 125 nha chị Ly Dung Nguyễn nha. 14 nó là cổ á chị. 47kg chị lấy cho em. Chị thích mặc rộng không? Nếu mặc rộng thì lấy 22 luôn đi chị Xuân ơi. Để em đổi qua cho chị Ly Dung Nguyễn là hơi chật hả? Ok chị đợi em chút nha. Anh không nói sớm. Đi Dung Nguyễn 12, ok chị đẹp. Trời ơi, bạn em đi đâu mà lâu dữ. Trời, dữ thằng dữ thằng luôn á. 25. Có áo nào trên 62 cân không? Áo trên 62 cân á, hình như còn một cái thôi à. Còn cái không biết đâu quá. Bạn em đi đâu mà lâu dữ thằng á. Cho coi ba lô ra, ok chị đã em xong rồi, đây em xong rồi em lên tiền cho. Size 2 chị Xuân Nguyễn lên số mà em nhé. Chị Xuân Nguyễn lên số em chốt ạ. Rồi bộ này còn ai lấy nữa không, em qua mẫu cho mấy chị nha. Chị Xuân size 22, 47 cân. Em nhiều mẫu của size lớn lắm. Size lớn thì bao la thì em lên cho. Rồi chị Xuân, ok chị Xuân này. Bà này đi đâu mà lâu dữ rồi trời. Chị đã xem thêm nha, từ từ chị nha. Từ từ nha mấy chị đẹp. Còn nhiều hàng lắm. Chắc 25.000. Đi đâu mà lâu dữ thần trời ơi. Dân ơi là dân ơi. Dân ơi, ba lô hả? Ba lô siêu đẹp chị Tài ơi. Em ba lô này là 230.000 hàng Quảng Châu nhá. Các chế đã mua rất là nhiều lần rồi đúng không? Siêu đẹp luôn, chất dù Quảng Châu mới chỉ xài bao bền, không bị bong giống như là ba lô da nhá. Ba lô da mình mua được hàng tốt thì nói ra nó lâu bong hơn, nhưng mà mình mua dù là nó bền vĩnh viễn luôn nha mọi người. Rất là đẹp nhá, đeo đằng sau lưng, đeo ngang, đeo chéo tùy mọi người nhá. Thậm chí có thể chụp hình kiểu như vậy luôn, rất là đẹp nhá. Mình xách cũng được luôn. Nè, chất siêu đẹp. Chị Tài ơi thấy không? Cái này em có mấy cái lần nha mấy chế nha. Giá 230.000. 230 nha, hàng Quảng Châu. Mấy chị nhìn cái khóa này. Khóa của nó là hình giọt nước nha. Chữ V, ha, V đính đá này. Siêu đẹp ở đằng sau này, dây đeo to chưa? Hàng Quảng Châu xịn nha. Cái này ai lấy thì con mời được hoàn giá 230. 230 nha cả nhà ơi. Đó. Nóng quá phải không? Đồ mẹ đẹp hả? Có cô tông thôi. Chỉ có cô tông đẹp lắm. Trời ơi nè. Nó có hai mã nha. Một mã đó là chữ Y mà có hoa văn này. Chữ Y mà có hoa văn này. Đó, cái này em chưa có lên mẫu nha. Trời ơi, em nói là mấy chị Tài là ở gần nhà em là biết rồi. Đến là mua là sờ chất là mê à. Chị Tài ơi, em có mẫu hoa văn và mẫu trơn. Mẫu hồi nãy em like là mẫu trơn. Mẫu này là mẫu hoa văn nha. Đẹp lắm mấy chị nha. Em nói chất nó rất là mê luôn. Sờ tay là
nghìn luôn, 230 nghìn. Cái này ai lấy mẫu hoa văn comment hoa văn giùm em nha, nó nặng lắm mấy chị hàng Quảng Châu nha. Hoa văn này, còn cái này là mẫu trơn, chị nào lấy mẫu trơn comment mẫu trơn. Em chỉ còn mỗi mẫu hai cái thôi, hoa văn với trơn giùm em nha, 230, 230 ngàn. Chế nào lấy chốt giùm em nha. Cái này mà không đẹp không phê không lấy tiền mà giá em bán quá rẻ luôn mấy chế ơi, có 230 nghìn là mình mua hàng Quảng Châu xịn sò nha. Đó, em mua bóp bao tử chồng em đẹp lắm chị Hoàn, cảm ơn Mỹ Linh. Mà nói rồi mọi người ơi, Hoàn bán hàng uy tín lắm, mọi người mua một lần là nhớ Hoàn hoài luôn á. Lấy trơn ok chị Tài Hồ, lấy trơn nhớ rồi, quên rồi, quên rồi. Ba ơi xem có thuốc ở nhà cho mẹ uống thuốc ba ơi. Lấy cái trơn ok chị Tài Hồ, cái trơn em coi thử coi chữ Y nè. Cái gì trơn nó hình như có một cái à. À đây cái trơn của chị Tài nè. Đây đây đây. Trơn đây. Rồi ok chị Tài cái trơn nha. Cái trơn đó chị Tài nè. Ở trong nó có dây đeo ngang á chị. Về nhà mình tự. Đây nè, cái kia là em gắn sẵn rồi. Ủa cái dây đeo ngang của nó đâu ta? Nó có dây đeo ngang nữa nha. Đừng nói cái này không có à, tôi quên bà đó luôn á. Cái kia nó có dây đeo ngang mà ta, cái này nó cùng mã sao lại không có nhỉ? À đây 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 đây, dây đeo ngang nó nằm đây. Khổ ghê. Tại vì nó cùng một mã hàng mà lại cái có cái không thì nó lạ quá. Rồi chị Tài ơi, có đầy đủ phụ kiện phụ tùng. Đầy đủ phụ tùng. Lúc nào ghé em lấy cũng được nha, không sao đâu, khi nào lạnh thì ghé em để đây cho. 230 này. 230, tại vì nhiều khi nhân viên nó chốt đơn nó không biết thì nó cứ gửi deal thôi, mọi người cứ ok bình thường giúp em nha. Không biết người quen đó. Rồi ok chị Tài, giờ lên áo không thái. À thôi để em lên thêm một set 50kg cho chị kia đủ đơn đi. Bé gái 50kg à. Mẫu này đẹp lắm luôn, mẫu này là mẹ và bé giùm em nha. Thu Ngọc, chị ơi em inbox hỏi mua bộ bé gái, thấy đọc tin sao không trả lời vậy chị? Nhiều khi nhân viên nó đọc mà nó quên trả lời đó Thu Ngọc. Để tí nó chị check cho nha. Nếu mà không thấy trả lời em cứ điện trực tiếp chị trả lời cho nhân viên nhà chị làm một mình nhá. Nhiều khi nó nhiều đơn quá không nhớ là có Ngọc ơi. Mẫu này là mẹ bé nè. Size mẹ 155, size bé 125.000 nha. Size đây đây chị Yến Đỗ, em đang lên xếp mẹ bé mới về nè. Đẹp lắm luôn, màu nè. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha, 155 và 125. Còn bé lớn với mẹ thôi, bé nhỏ em hết hàng nha. Bộ này cưng lắm luôn ạ, có mẫu mặc trên Face rồi ha. Nè, chị nào lấy bộ này comment giùm Hàn nha, đẹp chưa? Cái tay áo này, mẹ lớn nhất là 70kg. Hương Trà lấy bộ này mà mặc rồi Hương Trà. Em 12 bộ rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Lan. Lan lấy bộ này rồi nè, trả lẽ mua tiếp trời. Ủa, hôm bữa là mua tặng bạn mà. Lấy bộ đó bé 35kg đi chị ok Thu Ngọc. 35kg là giá 125.000 nha Ngọc ơi. 125. Mặc này đã lắm chị, cảm ơn em. Vải rất là đẹp mấy chị mà form nó cũng đẹp nữa nha. Rồi, ai lấy set này báo giùm em nha. Cái này là hàng hãng mấy chị ơi. Cho Thu Ngọc 35kg này. Thu Ngọc là khách mua hồi Tết nè. 125.000. À thế hả? Rồi ok chị Ngọc, chị Ngọc là khách cũ này, có thông tin rồi này. Cái này là bé 20kg không có hàng chị ơi, từ 24kg trở lên mới mang được nha. Chị Ly Phan, Ly Thu Nguyễn một bộ ok 125. Cái này hàng hãng quá chị, đẹp dã man luôn á các chị nha. Trong shop là trên 200, size của bé, size mẹ là 300 mấy lận á. Cái này hàng sale quá chị ơi, nó có 1-2 gì à, không có nhiều đâu. Hương Trà lấy bộ này mà mặc Hương Trà, size tầm 70 cân á. Maximum là 70 cân nha, 125. Ai lấy set này nó báo giùm em này. Set này chị nào lấy nữa báo em, chị gì mà lấy 50kg có lấy không chị? 50kg 155 mặc size M nha. Bé 20kg mẫu này không có hàng rồi, Yến Đỗ ơi. Bây giờ có nhiều mẫu lắm, không biết tìm khúc nào cho nó ra mẹ bé nữa này. Trời cái vải của nó đã lắm mấy chị, màu này. Từng cm mấy chị nghiền luôn á nè. Trời ơi, nó lên đồ rất là đẹp của chị làm lấy thì chốt nha. Xịn sò lắm. Rồi, quần có túi nha. Nè, quần có túi của em này. Lên đẹp lắm á chị, lên form rất là đẹp, chuẩn lắm nha, hàng xịn nha.
Có Ngọc hồi nãy mới lên hàng siêu thị xong á, để chị quay lại cái mẫu hàng siêu thị lúc đầu cho. Rồi mã này chị nào lấy nó báo em. Size từ S cho tới 2X là size mẹ hoặc là bé lớn nha. Hai chị em mặc cặp, hai mẹ con mặc cặp nha. Đó, chị nào lấy thì con mặc giùm em nha. Size từ 24 cân cho tới 30, nói chung là từ 11 cho tới 16 là mình chốt giùm em. Giá 125, size từ S cho tới 2X là mình chốt giùm em mã giá 155 nhé. Hương Trà em lấy bộ này không Hương Trà? Bạn Vân vẫn đi đâu mà lâu dữ trời ơi. À này, hẹn bán hàng dùng mà giờ chưa về nữa. Rồi cái mã này Thu Ngọc hành lên lại, Thu Ngọc có 125 ngàn thôi, còn 35 kg nha. Bé 35 kg mấy tuổi rồi Ngọc? Mã đẹp lắm Thu Ngọc ơi, chất mê ly luôn nha. 125 nghìn. Bé nhà em mặc size cổ nha Ngọc, mặc size cổ. À, quần lửng nha em nha, quần lửng siêu đẹp luôn, vải mịn lắm. Chặt hả Hương Trà? Em đã mua hàng Winty chưa? Chị bán bình thường chị bán hàng đó à, 10 tuổi bình thường chị bán hàng đó là 70 kg vừa đó. Bạn Trang bạn 70 kg, bạn Trang mặc vừa luôn á. Bạn cá nhỏ mà mua nhiều nhiều là bạn 70 kg bạn mặc vừa, nhưng mà như thì bạn cũng cao lắm á. Em cao không? Bạn Trang bạn cao mét 6 mấy hay sao? Rồi màu xanh này là Thu Ngọc lấy báo chị nha. Thu Ngọc lấy bộ xanh này, xốp bộ xanh 125. Đi lâu quá trời. Rồi 125 nghìn này. Lên thêm một mẫu nữa đi. Mẫu này đúng là 100 mấy, quên là 135. Mẫu này 135 nghìn này. 135 mà còn size lớn không à? 24, 26, 28 mà chị nào khoảng mua 50 kg này. 135 nghìn. Chị cũng không nhớ mẫu nào luôn, em cứ gửi hình đi, tí nữa chị xuống like chị coi còn chị báo cho nha. Rồi cái mã này ai lấy con mình giùm em này. Size từ 45 kg cho tới 56 kg nha, 55, 56 kg nha. Rồi hàng này hàng siêu thị, bữa em có like rồi, em chỉ còn sót size mẹ thôi, size bé em hết hàng rồi. Size bé em hết hàng rồi nha. 242, cái này là bé lớn hoặc là người lớn á, tại vì mẫu này là mẫu mẹ bé nha mấy chị nha. Size này là size 24, 26, 28. 24, 26, 28, 45 kg cho tới 55, 56 kg. Chị nào lấy set này con mời giúp em set hồng 135 nghìn. Vải đẹp lắm. Bộ màu vàng còn mẹ và bé không? Hình như còn á, Yến Tổ ơi, chút nữa có gì em coi cho. Màu vàng em còn mẹ bé đó. Cho chị Xuân một bộ 47 cân, ok chị Xuân này. 47 cân đi. Bà đi đâu mà lâu dữ vậy bà Văn ơi? Trời ơi, ngày mai nó thi. Bà cô giáo 7 giờ rưỡi về. Chữ là 8 giờ mới phải về. Ủa chị Vân, cái màu vàng này em có còn sai mẹ không chị Vân? Chị nhớ không? Vàng tim á. Thì có lắm. Cậy đó. Không Xuân Độ ơi, mà bé không có nha. 135 nghìn. Chị này chỉ có hỏi mua set mẹ bé mà em nhớ màu vàng nó còn size mẹ, không biết nó mặc như nào. Ở bên đó không ạ? Thôi em lay áo nha, chị Vân về rồi. Em qua áo Thái chút xíu đi, cho Lan lựa mấy cái này. Lan còn đó không? Chị lên áo Thái cho. Áo là phong vừa giống như hoàn mặc. Mọi người đi làm thì mọi người đóng thùng vô nha. Đóng thùng với quần jean nha. Rất là đẹp luôn, còn mọi người ở nhà mà mình mọi người mặc với quần ôm. Đây form nó là form vừa nha. Form vừa mấy chị ơi rất là đẹp luôn, từ 40-62 kg nha. Gió trên 60 kg là mấy chị phải cao 1m6 đổ lên rồi em nha. Rồi giá trời ơi bây giờ mọi người tại sao. Bây giờ em cứ like đi nha. Bây giờ buổi tối này em coi nè. Lúc chiều là bán được hơn 300 cái rồi, giờ em còn cái nào em xe cho mấy chị cả hàng. Có nghĩa là nó có nhiều loại 99, 89 và 101, nhưng mà nó còn rớt lại vài cái. Em tính cho mấy chị cùng một giá luôn nha, 89 ngàn, được chưa? Khỏi phải phân loại giá cho nó hết luôn nha, hết lô luôn. Thun này là em đặt may cho mấy chị yên tâm, thun Thái loại 1 vải rất là mát luôn nha. Co giãn 4 chiều, còn mấy cái thôi nha mấy chị nha, đẹp lắm. Áo tôm mì nè, tôm mì màu trắng. Cái này là của Hoàn nè. À riêng cái mẫu này là do Hoàn đặt. Tại nhà lúc sáng Hoàn like là toàn những cái mẫu Hoàn đặt thôi mà nó hết sạch rồi. Những mẫu Hoàn đặt nó không có còn, nó rớt lại vài cái à. Mẫu Hoàn đặt may là lên theo cây vải riêng của Hoàn, đẹp lắm luôn nha mấy chế nha. Ở đây màu vàng nè.
Rồi Yến cũng mặc cái màu vàng này, có vàng cô nữa kia. Đây là vàng đại không ạ? Ờ, nó ba size nữa. Rồi, ai lấy áo này con mình hoàn 89 này. Đẹp quá trời luôn á, nan này. Chốt áo này mặc đi, chỉ còn đúng một cái tô mì trắng. Hàng này của chị đặt may, cây vải của chị luôn, rất là đẹp nha. Rồi chị nào lấy con mình đồng hành mà áo trắng này 89.000 cho chị Ngọc Hiền này. Hàng đặt may là hơn 200 mẫu rồi nhưng mà nó cháy hàng rồi, hồi chưa like rồi nó có rớt thế nào mà. Tại nhiều khi bạn nhân viên bạn quên đưa cho hàng like thôi nha. 89 cho chị Ngọc Hiền, ok này. 89 cho chị Ngọc Hiền này. Rồi đâu, cái màu nó đẹp dã man luôn này. Hàng thương hiệu nha, cái mã này 99 nhưng mà còn mấy cái bạn xem một lốt 89 đi. Cái này là chưa đến 10.000 một cái thôi, tại vì sale đã này rồi. Hàng loại 1 cho chị vải đẹp mê luôn á, màu cam của Hoàng nha. Ai lấy áo cam, chốt cam, em lên nhanh nha. Ôi, vải nó nhức lách luôn, nhức nổi rồi em nha. Nhìn nó yên đúng này. Cho ra đây màu đẹp không? Màu cam này, đông nan này, yên nổi. Cam, cam 89.000. À, yên tâm đi, cái form này cứ dưới 60kg là được. 89.000. 89.000 cho Lan này. Xanh lá này, xanh lá này là có cái mã xanh lá này. Ok đi ha, nói rồi thì bán không cho chị một giá ha. Rồi con mình giùm em xanh lá này. Đẹp dã man nha, mấy chị nhìn này, yên nổi nha. Áo thái xịn luôn này. Con mì em hết rồi, con mì hết rồi chị ơi. Em còn màu xanh lá thôi, màu xanh lá tươi lắm nha. Ở trên Facebook nó hơi nhạt một xíu này. Ở trên sắp bị đúng màu, còn đẹp chưa này. Màu lá của Hoàng nhé, chị nào lấy lá, con mình lá cho Hoàng này. Màu xanh lá, chị nào lấy xanh lá, chốt xanh lá của em nha. Lá 89, xanh lá 89. Ôi, vải dày lắm luôn á. Lá 89 này, chị nào lấy xanh lá, chốt xanh lá của em nha. Xanh lá 89, xanh lá 89.000. Xanh cho Lan. Chị Vân gặp giùm em nha, chị Vân. Chị Vân nó xếp xong rồi, em gặp đây em like nhanh. Xanh lá còn được má này còn được 2 con này. Nó xuân nổ. Ủa chị Hoài chưa nụ xanh luôn hả? Rồi hết xanh nha mọi người, có 3 cái duy nhất à. Rồi ai rồi ta, chị Xuân. Ủa xuân nổ một cái nữa này. Vải đẹp lắm anh chị, cái này em xem còn là có mấy ngàn một cái thôi đó. Cái áo mà Hoàng đặt á thì là cái giá là 89.000. Cái áo này là hàng công ty á, mình qua chuyên gia nha mọi người. Vải siêu đẹp luôn. 89.000. 89.000. Này còn mấy cái sale lốt phải ghi giá kiểu thế. Trời bao đẹp luôn á chị Hoài Thương Hùng ơi. Chị giờ thử hàng đi rồi chị thanh toán không sao đâu nha. Chị mua hàng của em rồi mà. Chị thử hay là chà, kể cho các thử luôn. Mình ghi mà nó mắc cười lắm á. Trời ơi, cái này comment cho em mã hot nha. Mã này em lấy nhiều lúc chị em bán quá trời. Mã này comment cho em mã hot này, siêu đẹp. Còn đúng mấy con nữa là em hết nguyên cây này nha. Chẳng lẽ bây giờ bán lên ha. Tại vì mã này nhiều lắm. Mã này mà sale. Đi đi con, đi đi, ok. Trời ơi nó đẹp. Mã này comment cho em mã hot này. Xuất sắc của Hoàng nha. Cái mã hot này con này 55-56kg đổ lại thôi nha. 60kg không vừa. Đẹp lắm thế chứ. Thiệt, cái này mà em xe 89.000 là quá tệ luôn á. Hàng hãng lắm chị nha. Cái vải nó khác nhau mấy chị ơi, vải đẹp lắm. Mấy chị mua hàng của em là biết rồi, lúc nào cây vải chuẩn nhất luôn nha. Rồi comment cho em mã hot. Ôi lên này, đi làm là mấy chị xuất sắc luôn. Mã hot của em nha, comment cho em mã hot. Cái cây này đẹp, cây này nó chuẩn luôn nha, hàng xịn luôn. Nhưng mà em theo giá này rẻ quá trời luôn. Bán cho nó hết đi để em về luôn mới được cái gì còn. Đi qua đây cho mẹ. Má hót 89.000. Rồi để điện thoại ra đi. Đã mẹ một tí. Má hót cho chị Ngọc Hiền rồi đúng không? Chị Vân nhìn tên của em của ai đó đó. Má hót chị Hoàng Kiên. Cái má này đẹp mà Lan không lấy mà Lan ơi. Con nộ này má này đẹp lắm. Hoa tư mái tương lưu gì vậy? Đặt cái mã không phải là cái mã này mặc bao đẹp nha, nãy khách đến nhà mua quá chừng luôn. Mã hot cho Lan này, mua cho mấy chị làm cùng công ty đó, quá trời luôn á. Trời ơi,
Xuân Độ lấy cái đi Xuân Độ ơi, mã này mặc đẹp lắm bà. Trắng phối cam 89.000. Cái cam này còn quá. Thế cái đó hả? Đấy, đấy còn cái này còn khá ớm rồi. Đáng ôm để mặc thật. 89.000. Trời ơi, chiều rồi em để 7 cái rồi. Bé kia nó cười em hoài, nó nói chị bán hàng thì cái nào đẹp chị để vậy. Bé kia nó cười quá trời. Rồi má hot còn nè, chị nào lấy má hot chốt má hot nha. Má này hôm nay xem má không xem nó đâu nha. Và má này nhiều quá, xem mấy bà không có lời nha. Má này mai em bán đúng giá luôn, không có sale nha. Tại vì nữa nói lúc đầu like rồi bán chị nha. Cái này hả, má này mấy chị biết sao, ở ngoài ra má 200 mấy cần hàng chục nha. Cái này em đặt nó mấy chị vải, nó đẹp lắm mà cái má này nó đang hot, hot che đó nha. Bán chị đã bán chị hàng quá trình rẻ luôn á. Rồi mã này mã hàng hoàn làm nè, vải đẹp nhất lách 89.000. Chuẩn giá, chuẩn form này, Xuân Độ ít chữ này, thích ít chữ này. Comment cho Hoàn mã này ai nhanh thì có nha, mã này em hết sạch rồi. Còn có một con duy nhất à. À hai con, mã này em còn hai con. Comment cho em mã xanh. Trời ơi, lên màu cho mấy chế coi nè. Xuất sắc nha mấy chế. Đi ra ngoài với những cái áo thùng này không có đục hàng, nó xịn sò chưa. Mã này là Hoàn đặt. Chị nào lấy comment của em, Hoàn đặt được hơn 300 mã rồi nhưng mà like hết rồi. Không có còn nha mấy chị, nhảy nè. Em nói mấy chị nghe này, những cái mã nào mà em nói là em đặt hàng á, em đặt may mấy chị về mấy chị coi thử xem cái vải có đúng là nó xuất sắc hơn những cái mã khác không nha. Tại vì Hoàn đặt Hoàn liên hệ với xưởng là chỉ lấy đúng vải cốt tông 4 chiều không được pha. Nếu pha là Hoàn không có lấy, nên nó làm chuẩn vải cho mình lắm luôn á. Mà cái cổ áo nó may y chang Hoàn mặc như vậy nha. Tròn cái cổ rất là đẹp, không có xệ nha, rất là đẹp luôn. 89.000 là Xuân Độ xanh này. Xanh một cái Xuân Độ này. Có hai cái à. Cho Lan một cái, Xuân Độ một cái này. Xuân Độ một cái. Đấy, ba con nó đi chơi rồi đó. Mẹ bán hàng đấy. Ba con nó chán mà đấy. Ba con nó đi chơi rồi. Bà ơi, cho bán rồi đó. Kêu vậy thôi bà bán đi đi chơi. Đi chơi hả? Đi chơi đi. Vải này đẹp quá mọi người. Em nghiệp quá trời nghiệp ha. Vải này đầy cũng mịn ghê. 89.000 hết xanh nha mọi người. Má hồng. Đây má nhà Hoàng làm này. Để lên má nhà Hoàng làm trước đây. Cái hàng công ty Hoàng lên sau cho. Cái này em còn đúng một con nha. Con mình dùng Hoàng má đen. Vải đẹp lắm. Hàng của Hoàng là mọi người yên trí đi. Lên ly luôn nha. Có đúng một con duy nhất. Ôi trời, con này đẹp ghê. Chị nào mà béo bụng mặt màu đen cho em nha. Hoặc là những cái bé mà nó thích cái kiểu mà nó không thích hồng á. Những cái bé lớn lớn rồi là thường nó mặc áo form rộng á. Mấy chị mặc cái này cho bé nha. Người lớn mình là form vừa, bé thì là form rộng nha. Đó, có những bé bây giờ nó không có mặc màu sáng nữa. Nó mặc màu tối với màu trắng thôi. Đó, chị nào lấy thì chốt nha. Mã đen này. Đen này. Đen 89. Màu trắng. Đáng ốm đi bà. Áo cũng nữa đẹp. Vàng phim thì còn cái tình nào khác. Gì nữa? Chị lấy hả? Chính má đen có một cái hả? Đen có một cái hả? Vàng còn thật khác không? Vàng em còn một cái hình này hả? Tí nó like đi có cái hình để cho. Ôi, khẳng phim thì sắc cho Hoàng. Comment cho Hoàng má siêu phẩm nhá. Màu đẹp quá chừng luôn. Vàng này là vàng đầm mà cái chữ của nó là in nổi này. Mấy chế nhìn cái in này. Hàng của Hoàng lát tí nó Hoàng lên hàng công ty Hoàng báo cho nha. Hàng công ty nó vừa mắc mà vải nó không đẹp bằng của Hoàng nữa kìa. Đó, phải Hoàng nói để cho mọi người ấy đâu. Nhưng mà thực sự cái bản thân Hoàng là Hoàng hay chia sẻ những cái thật tình. Có những cái đó mà xuất sắc luôn mấy chị nha. Mọi người cứ nhận hàng về đi. Hoàng bán lần này còn lần sau chị mua hàng của Hoàng mấy năm trời rồi không có nói sai đâu. Bán cho mấy chị để sau này mấy chị mua, mấy chị nhớ, mấy chị mua hoài luôn. Vải đặt nó đẹp ghê. Vải đó chị Ngọc chị cho bà dùm em á. Chị Ngọc Hiền một cái này. Đó chị Ngọc Hiền chị giúp bill đi chị. Nguyễn Lan một cái. Còn một cái vàng cuối cùng em hết nha. Còn một con vàng cuối cùng em hết. 89.000 thôi. Chị Lan một cái hết đi. Vàng em còn một con cuối cùng. Rồi má trắng của em này. Rồi ôi trời ơi. Vàng á chị Hoài Trung ngủ hết vàng. Chị Vân lấy vàng này không? Rồi, chị Hoài Trung ngủ. Em còn một cái trắng cuối cùng. Má Fendi trắng này. Fendi màu trắng nha. Cái cổ áo cắt đẹp ghê, đẹp hơn hàng kia đúng không?
Chị nào lấy con mình một em mã trắng nhá, đẹp lắm anh. Trời ơi, ở nhà mấy chị mặc mấy cái quần ôm giống em này, đẹp chưa, đỉnh luôn. Còn mấy chị đi làm thì mấy chị mặc quần jean dài, mấy chị đóng thùng vào, em nói là bao đẹp, bao trẻ luôn. Chị nào lấy trắng, chốt trắng của em nhé, một con duy nhất màu trắng. Rồi trắng Fendi, chị nào lấy trắng Fendi, chốt em trắng Fendi. Trắng Fendi một con. Trời ơi, con này cháy hàng rồi. Comment cho em má siêu phẩm, con này là hoàn đặt luôn này, đẹp lắm luôn, in nổi highlight đây luôn hoàn nhá, rất là đẹp luôn. Cái màu chữ này, trời ơi nó đẹp. Trắng Fendi cho chị Xuân, ok rồi, bé 47 kg mặc đi chị Xuân, đẹp lắm. Trời ơi, được xem hàng trước nha, khỏi lo mọi người, hàng nhà Hoàn làm Hoàn tự tin lắm, chẳng có gì mà không dám cho mấy, không dám cho mấy chị xem hết á nha. Rồi chị nào lấy con mình đồng Hoàn nha, trắng siêu phẩm một cái duy nhất nhá, cái này nó lên đẹp lắm đấy chị ơi. Trắng Fendi cho chị Xuân này. Rồi ok này, trắng siêu phẩm cho chị Mộc Trâm. Mộc Trâm tí em like dày luôn cho, có mấy chục đôi thôi. Hàng đó là hàng, nói chung nó là hàng chính hãng, nhưng mà do nó vận chuyển từ bên kia về nó bị móc cái hộp á mấy chị, nó móc cái hộp lên thành ra người ta sale á, nhưng có ít thôi à, tại vì một kiện nó chỉ bị vài đôi thôi chứ không phải là đôi nào nó cũng bị móc hộp đâu nha. Hàng xịn lắm, tí sale cho mọi người mua 100, có quên 89 nha, 89. Trời ơi con này được mấy con, trời em chúc em kiếm mấy con này cho, con này đẹp lắm, để xem có mấy con, chốt luôn một lần luôn nhá. Con này em còn có một con à, hai con. Con này của nhà em luôn nè mọi người, đẹp dã man. Ủa còn có hai con à, con kia nó màu khác. Hai con. Con này comment cho em, cái này nó chữ rớt của em nha, siêu đẹp nè. Ôi ôi. Comment cho em má xanh lá nha, xanh lá này. Đẹp chưa? Xanh lá này rớt chữ như vậy nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Comment của em nha, xanh lá. Còn hai con cuối cùng là em hết. Cái vải của em đặt mấy chị, nhìn em cầm cái áo này, nó đá không, nó dày lắm luôn mấy chị, y như cái hàng mấy chị mua hàng Việt Nam xuất khẩu mấy trăm ngàn một cái vậy đó nha. Chị nào lấy con mình comment nha, khung đẹp dã man luôn nha luôn. Màu xanh lá, xanh lá cho Linh Thủy, chữ là chữ in nổi rớt nha, rất là đẹp luôn. 89 ngàn thôi, 89, 89 ngàn. Còn một con xanh lá là hết nha, mã này em hết sạch luôn, rớt hai con rồi. Xanh lá rất chữ ok cho chị Trâm, à chị Trâm, chị Trâm mua rồi á, mua mấy lần biết phải rồi đúng không? Mà lần này nó đẹp hơn cả lần trước luôn, lần trước là hàng công ty á chị, vừa mắc mà cái vải nó còn mỏng hơn vải này em thì xuất sắc luôn rồi, vải này do em đặt lắm chị, nó đẹp lắm. 89 ngàn. Chị Vân cho cái tiêu ở trong mặt của em á, tiêu đó đó. Cái này của em, cái màu này xanh lá này Dior mà còn có một con nữa. Cái này có ha, cái này gọi là siêu phẩm nhá, cái màu em rớt một con duy nhất một chiều thôi. Comment cho em cái này chị nào thích ít chữ này, Xuân Độ này, màu phấn này, mà thích ít chữ lấy cái này này, chữ nổi luôn nhưng mà nó chỉ là một dàn chữ ở trên thôi nhá. Có bán quần chị mặc không, hết rồi, bữa chị có bán mà hết sạch rồi. Vải dày lã man con ngan luôn mà màu nó đậm hơn chút xíu, trên này nó hơi nhạt nha. Nè đẹp không, comment dùng hàng mã hồng. Cái này mấy chị ra quần hàng mặc á, mấy chị ra ngoài chợ mua cũng rẻ, không có nhiều tiền, nó mấy chục ngàn. Trời ơi nó đẹp quá trời xuất sắc. Cho Xuân Độ màu hồng có một con này, Xuân Độ hồng tập dùm em luôn chị, Xuân Độ màu hồng mấy tiêu dùm em chị. Ủa cái này bán mấy chị giá này, mấy chị đừng buồn em nhá, tại nó rớt có một cái em sale nha. Tại có những cái mã hàng nó hơn giá này nhưng mà lúc chiều bây giờ nó còn có cái em sale 89 ngàn luôn nha. Có một cái màu trắng thôi nhưng mà không biết nó nằm ở đâu. À đây này, cái này 65 kg nè Hương Trà ơi. Ủa cái này có giá à? Màu hồng hả? Trời ơi, nó 89. Cái này nè Hương Trà ơi, form này 65 kg nha. Ôi đẹp quá à. Ê, form này lắc thấy cái áo nào mà size này chưa dừng coi. Bà năm mấy ký rồi mặc áo 60 kg. Đã năm mấy cái này chục. À vậy hả? À lát kiếm mà thấy cái áo này size bự đưa dân. Mặc đi đi đẩy đám mới không? Đi đẩy đám. Hương Trà có lấy
lấy cái đó này, lấy hương trà form rộng á, cái đó form to lắm, tao mấy ký. Trời ơi cái này nè, cái này comment cho em, cái này là hàng mắc tiền nhá, nhưng mà em còn một cái em tặng mọi người luôn nhá, mà chị rút tiền mua được nguồn tha hết rồi. Comment cho em mã siêu phẩm, siêu phẩm giùm em. Cái này em đang đặt in hàng của em, cái này hàng công ty, còn em đang đặt riêng cái thương hiệu của em nha, y chang như vậy nhưng vải sẽ đẹp hơn nữa luôn. Chắc lô sau sẽ có nha, lô sau em sẽ đặt cái mẫu này thấy nó đẹp nè, em đặt cái vải để trộn hơn cho mấy chị luôn. Lô sau là hàng của em, lô này em vẫn phải lấy lại hàng của công ty. Comment giùm em mã siêu phẩm một cái thôi, mã này hết hàng rồi, siêu phẩm cho Lê Nhẫn. Cái này chị ghi giá tụi em ở phòng, nó tính giá chiều lắm. Cái mã này của nhà em nè, comment cho em mã số 2 là giá nhiêu ạ? 89. Mã số 2 là in nổi mà in đứt nha, đẹp dã man luôn á. Mã 2 này, hàng này của Hoàn Đặt này, đẹp lắm luôn nè. Mã số 2 luôn mà, trời ơi nè, đứng như lên cho mấy chế coi cái form này, rất là đẹp luôn đó. Comment luôn Hoàn mã số 2, mã 2 hàng của nhà Hoàn đó. Cái nào của Hoàn làm cứ yên tâm mà mua nha. Em mặc quá mà không mặc màu trắng được, bên ấy luôn đó, cái đó màu trắng form rộng mà đâu có sao đâu, mặc form ôm mới không mặc được thôi. Cái này Hoàn thích này, màu xanh lá. Rồi em 10 cái rồi, cái này nó là cái thứ 10 rồi, hết lời luôn rồi. Màu sáng màu chiều 7 cái, với 2 cái này là 9, còn 1 cái nữa là 10 cái đó. Trời ơi, má 11 dùm Hoàn đi, má 11 dùm em nhé, đẹp không? Màu này quá trời đẹp nhá, mấy chị đi chơi đi đâu đó này, trời đẹp lắm chị ơi, trong cái hàng ngũ mà cái áo của mấy chị là xuất sắc luôn đây đó. Rồi con mình dùm em màu cam nha, đơn màu giản mà đẹp ha, đơn giản nhưng rất là sang, chị không tin mình cứ mua về đóng thùng mà xem. Không đóng thùng mà mẹ. Rồi cái này mặc áo gia đình đó mấy chị, màu cam này. Cái này con cái mình này gia đình đi biển á, mang đôi dép lào, trời ơi. Màu xanh rêu dùm Hàn nhá, xanh rêu, ai lấy xanh rêu chốt xanh rêu. Màu cam 89 cho chị Ngọc Hiền, màu rêu dùm Hàn, không phải xanh rêu, nó là xanh đậm đậm, xanh đậm đẹp không? 289 mà 89 thì dễ để được ý năm, để được 1 phần 3 đúng không? Giảm đến 70%. 289 rồi. Trời ơi, cái này nó từ từ nhá, cái này nó có một cái bọc để em lên những cái, nó còn một cái cho mấy chế mua trước này. Ủa nó đẹp quá trời đẹp luôn này, hàng xịn này, nóng quá hả, ai vô cũng thở. Con mình dùm em cái này mã số 2 nha, trời ơi nhanh tay cho em, mã này đẹp lắm luôn này. Mã 2 này, mã 2 dùm em nha, cái hàng này hàng của công ty đó mấy chị ơi, xuất sắc lắm luôn á. Mã 2 dùm em nha, má hai còn hai con, hồi chiều like quá trời má này luôn á, chốt mỗi tay một con hai con cuối cùng là hết. Má hai rồi em nha, thương hiệu riêng này, má số 2 rồi em nha, số 2 89.000 một áo thôi, má hai còn hai, cái này lời ít lắm, em bán giá này em lời có mấy ngàn thôi, còn hàng của em thì nó khác. Rồi má số 2 rồi em có hai con má 2 rồi. Ôi, mấy áo này đẹp quá trời con ơi. Má số 3 dùm em nè, má số 3 siêu phẩm cho em nha. Số 3 dùm em nè, chị nào lấy số 3 chốt số 3 nha. Chị nào lấy số 3 chốt số 3, em lên nhanh rồi em qua cái khác. Mà nó còn số lượng rất là, chị nào lấy thì lấy nha. Chốt quá đẹp mà lời này là lời chót, mà còn mấy cái này em theo đồng giá luôn á. Ôi cái đường kim của chị xuất sắc luôn nè. Má 4 dùm em nha, đẹp không? Má số 4 đồng Hoàn này, má 4 này, mua thử mấy cái màu lạ lạ đi, chị mặc đẹp lắm. Má số 4 này, má số 5, rồi số 5, ai lấy số 5 nha, số 5 nha. Má số 5, chị nào lấy thì con mình số 5 này, số 5 em còn nè. Cái này gan ngã ba treo, rồi, bán được lắm. 99 ngàn, đồ. Má số 5, rồi má này hồi nãy like rồi, má này đẹp này. Cái mã này em thấy người ta mặc đẹp lắm luôn, nên để tối mai làm mặc thử cho mọi người coi nhé. Cái mẫu này đẹp quá trời. Cái mã này hồi nãy mình để dành một cái mặc, vẫn còn một cái nữa này.
Mã số 6 không Hoàng nhé. Ai lấy mã 6 Dior này, Dior là logo mới nha. Dior màu xanh lá không Hoàng nha, đẹp lắm. Dior xanh lá logo mới nè. Trời ơi, nó đẹp. Cái màu nó tươi ghê luôn mà lên Facebook nó nổi không được. Rồi, ai lấy comment giùm em nhé. Dior xanh lá. Đợi. Cái sao nó thấy cũ vậy? Thầy chị mặc vừa á. Trời ơi, nó đẹp lá man luôn á. Mã số 6 là cái nào á? Này hả? Mã số 6 là màu gì hả chị? Màu trăm ơi. Trắng cơm mì mới vừa dắt luôn à. Màu màu trắng hay màu xanh ta chị? Nhớ mang mã không, nhớ mã nào? Cái này là 7 thì cái đó là 6 á. Hình như là của mã này giống em mặc này. Mã này y chang mã em mặc. Mã này y chang là em mặc luôn này. Xanh lá chị, màu trăm. Xanh lá Dior đã hết rồi đó. Cái mã em mặc còn một cái nha mọi người. Mã em mặc còn một cái. Ai lấy áo mặc chốt áo mặc cùng em nha. Đây này siêu phẩm rớt nè. Chữ rớt còn một cái màu trắng nè. Ai lấy comment giùm em mã số 7 màu trắng chữ rớt nè, đẹp không? Rồi cái này comment giùm em trắng nha. Trắng rớt chữ nè, đẹp quá trời luôn á. Khi nào lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Trắng mã 7. Trắng mã 7 còn một cái nha. Trời ơi mua đi mới chế đẹp. Mê ly luôn á, còn có mấy cái em hết rồi. Khung đẹp lắm. Trời, cái lô này đa phần là hàng nhà em đặt không à. Mà hàng công ty thì này quá mắc cho mấy chế ơi. 290 một cái thôi. Màu cam nè. Chị nào lấy cam comment giùm em cam nha. Đẹp chưa? Chữ lỗi hết nha. Màu nó ngọt ghê chưa? Ai lấy cam chốt cam giùm Hàn nha. Cam. Cam em còn một con màu cam là em hết sạch mã cam luôn. Sạch cam luôn. Cam. Mã 7 đẹp quá rộng không chị? Mã 7 là cái nào ạ? Mã 7 là cái nào ta? Mã 7 mới bán. Mã cam cho chị Huyền Chi nè. Chị Huyền Chi không nhớ mã nào luôn đó. Hương Trà nó để đọc rồi. Này hả? Mã gớt hả? À mã gớt hả? Không vừa đâu. Hương Trà ơi, 60 ký không vừa. Cam cho chị Huyền Chi. Áo cam còn có một cái à. Hết rồi. Hết hàng luôn rồi mọi người. Qua đồ bộ nha. Còn một, à đây còn mấy cái sót nữa nè. Cho em xem lại cái trắng chị Năm. Áo trắng rất chữ đẹp lắm nha. Cái này là siêu phẩm nó mới chị hết hàng luôn rồi. 290 mà em bán cho mọi người có 89 ha. Hàng đẹp lắm. Mấy chị cứ yên tí. Phải em tập này. Cái cây này của nhà em nè. Nè ai lấy con mình giùm em nha. Trắng lớp nè. Trắng lớp chữ nè. Trời ơi nó đẹp. Siêu phẩm cho em mà nó có điểm nhấn rõ ràng mấy chị nha. Trắng lớp giùm em. Còn có mấy cái em like lốp rồi em qua đồ bộ cho. Chị nào lấy trắng lớp chữ nè. Con mình giùm em trắng lớp chữ nha. Đừng có ngứa lắm mũi cánh. Trắng rớt nè. Cho em trắng rớt cho chị Lê Thị Hồng Năm này. Ok chị. Có một cái trắng rớt này. Chị Huyền Chi có lấy mã áo em mặc thì lấy nè. Em còn một cái áo em mặc nha. Ôi mã này sót một con này. Fendi cam nè. Fendi cam chữ in nổi nha mọi người nha. Đẹp chưa. Cam Fendi. Ai lấy cam Fendi. Cái cam Fendi đúng em. Vải rất là xịn sò luôn. Màu cam Fendi nè. Vải đẹp lắm đó chị ơi. Ai lấy cam chốt cam giùm em nha. Trời ơi cái máy này bữa nay nó bị gì ta. Loan Hồng thẳng về chị. Chị nào lấy cam chốt cam giùm Hoàng nha. Cam. Cam cái gì em sót một cái này. Chị nói gì? Lỡ thảo kìa. Có 2 cái 3 cái lại luôn. Rồi chị nào lấy con mình giùm em cam. Rồi trắng chữ C còn một cái. Cái hàng này của Hoàng luôn nè. Trắng chữ C. Đẹp lắm ăn chưa. Trắng chữ C này. Đơn giản và rất là đẹp nhá. Đóng thùng lên này càng đẹp nữa. Đơn giản như vậy thôi. Đẹp không. Ai lấy trắng chữ C con mình lùng hàng trắng chữ C. Trắng chữ C. Trắng chữ C. Cái mẫu này cũng đẹp này. Ồ cái này mới chị nhìn cách in hả. In đẹp không. Shopee của Trinh Hoàn 79 nhá. Trinh Hoàn, Hoàn không có G. Trinh TR nha. Trinh Hoàn 79. Lên Shopee coi cái màu nó chuẩn lắm. Quá trời đẹp nè. Vải này trời ơi, cái cây này nó xuất sắc luôn á. Comment của Hoàn mã 2 nha. Mã 2 cái vải nó dày ghê luôn này. Mã 2 nha mọi người. Mã 2. Mã 2 này như có 2 chiếc là chị bên coi có mã 2 có 2 chiếc nè. Vải đẹp lắm đấy chị ơi. Trời ơi cái mẫu này. Cái lậu.
có sắc hai chiếc này. Ý là nhìn với đó anh có hả? Má hai em nhớ còn hai chiếc ạ. À. Rồi má số 2 rồi em nha. Ai lấy mã 2 con mình mã 2 rồi em. Mã 2. Tải đẹp lắm hết rồi. Còn vậy. Rồi em lên lót mấy mã này xong em qua khác cho. Rồi à, có áo có cổ nữa nha mọi người, áo có cổ còn nha. 140 một áo thôi. Bông thì zin vàng nè. Trời ơi xuất sắc chưa? Cái này còn đúng hai em nè. Chị nào lấy chốt giùm em nha. Rồi, chị nào lấy con mình giùm em. Tôm mì zin nè. Màu vàng của nó mặc đẹp lắm chị nè. Rồi chị nào lấy tôm mì zin, chốt tôm mì zin giùm em nha. Thấy không tuyệt không? Tôm mì zin, chị nào lấy con mình giùm em màu vàng tôm mì zin này, trời ơi, đẹp quá trời. Để mua là mua đến vài cái mà mặc mấy chị em nói cái vải nó đẹp lắm luôn á. Không mua rồi tiếc. Nhận hàng về có một cái thì tiếc quá cho coi nè. Ờ, cái này comment cho em vàng 2 nha. Vàng 2 này còn một cái duy nhất là hết này. Mẫu này nó có điểm nhấn rất là đẹp luôn. Rồi vàng 2 đồng hoàn này. Chốt cho Hoàn vàng 2 nha cả nhà nha. Xuất sắc chưa? Rồi chị nào lấy vàng 2 con mình cho Hoàn vàng 2. Vàng 2 nha. Vàng 2 còn một cái nữa. Vàng 2 còn một cái cuối cùng. Đồ bơi không còn chị ơi, đồ bơi em hết hàng rồi. Hết rồi mấy chế đẹp ơi. Còn cái này là gì đây, hồng tây. Đây cái này hồi nãy chưa lên này. Màu hồng tây này. Chị nào lấy hồng tây con mình hồng tây giùm em nha. Đẹp không? Hồng tây này. Hồng tây. Tôi chốt ba cái vàng rồi hả? Nhìn thấy vàng mẫn mê vàng hả? Trời ơi nó đẹp ghê gớm này. Hồng tây, chị nào lấy hồng tây chốt hồng tây giùm em nha. Màu hồng tây này. Đẹp chưa? Hồng tây em có một cái duy nhất à. Vàng 2, vàng 2 còn một cái cuối cùng cho chị Linh Thùy. À cho Linh Thùy đã hết nè. Này là vàng 2 đúng không? Là đúng vàng 2. Hồng tây em còn một cái này. Chị nào lấy hồng tây chốt hồng tây nha. Trời ơi cái này siêu phẩm nè. Sao nó sót vậy trời. Xuất sắc chưa? Comment cho em mã cam nha. 62 cân đủ lại mặc vừa. Ai lấy cam con mừng cam đồng hàng. Đẹp quá chừng này. Màu cam nha. Cam. Cam cà rốt này mấy chị ơi, đẹp da lắm nha. Cam cà rốt này, Mỹ Linh này, cái này nó chắc hồng nó gặp lại 2-3 cái một chỗ. Trời ơi cái màu xanh ngọt em phát một cái duy nhất nha. Xanh ngọt hồi chiều là cháy hàng rồi. Ok Linh Thùy, comment giùm em nha. Nhưng mà cái chữ nó khác nhau mọi người, đâu có giống nhau đâu. Mỗi một chữ là logo khác nhau. Hôm rồi mua cho con bé nhà chị bạn hai bộ 135 của bà về nó thích lắm. Quá rẻ luôn mà chất mê, cảm ơn nha. Linh Thùy đổi lấy hồng tây đi, giờ đổi không có được nha. Tại vì để ở trong kia mất tiêu rồi. Với trong đóng hàng rồi đó. Ai lấy con mình đồng hoàng nha. Tôi chết rồi, bảo ông lấy thuốc con mình rồi ông quên. Rồi màu xanh, xanh ngọt. Xanh ngọt còn một cái cuối cùng là hết nè. Xanh ngọt này. Chị cứ cho Linh Thùy cái hồng tây đó đi, ngày mai em bỏ bớt cái vàng cho Linh Thùy. Chị ghi hồng cho Linh, để em ghi cho Linh Thùy. Này hả? Cái này Linh Thùy hả? Đúng rồi. Bỏ đi. Để mai chị, mai chị bỏ qua cho Linh Thùy ơi, mai chị bỏ cái vàng qua cho nhé. Tại vì rồi chị cất rồi không có tiền được á. Hết rồi mọi người, còn ai muốn coi này em, trời ơi cái mã này nó xuất sắc mà còn đúng hai em mà. Mọi người nhìn cái cách in của nó này, in nổi mà in đứt nha. Xịn sò vải dày đẹp lắm, 89.000 thôi. Trắng thùng hàng nha, trắng 89. Thùng là mê ly luôn á. Trời ơi cái này mấy chị đóng thùng này. Trời ơi nhìn nó rất là đẹp, mấy chị sang nữa nha. Má này chế nào lấy con mình thùng hàng trắng nha. Trắng 89.000. Trắng 89. Còn hai con trắng nữa là hết nè. Con này em nói thiệt cái vải nó đã ghê. Rồi em lấy lốt cái đi. Trời ơi. Còn cái trắng cho bà nào lấy. Bà không lấy tôi lấy. Đẹp quá trời đẹp. Thêm cái màu trắng nữa cho vui. Ok bà. Để tôi lấy cái cho mấy bà. Đẹp lắm luôn á. Ủa sao nãy còn hai cái mà vậy? Em còn hai cái đâu mất tiêu rồi. Nè cho Hằng Trần Thúy nè, cho chị Thời Trang Thanh Ly một cái trắng. Hồng tây chị bỏ qua rồi đó. Cái này là trắng chị kia, cái này em một cái đi. Còn có một cái này em lấy cái này luôn. Trời ơi, trứng này nó đẹp quá à. Xuất sắc
qua một cửa lên. Cái này ai lấy comment của men nhá, còn một má tim nữa này. Rồi comment của men má tim này, đẹp, vải đẹp lắm đấy chị Yên Chí nha. Quá trời đẹp, trắng tim của men này. Trắng tim. Trắng tim có một con duy nhất này. Ai lấy trắng tim chốt trắng tim nha. Trắng tim còn người gái á. Hả? Bây giờ nó biết mà. Hàng nhà em mà nó biết giá rồi. Trời ơi nó đẹp. Xanh lá em còn một con này. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá rồi em này. Xanh lá này. Vàng tôm mì này. Không. Con mì sáng nó biết cái này 89 không? Có những má 99 hàng lắm á. Này em sale còn mấy cái cuối cùng em tính chung giá thôi. Rồi rồi ok. Hết rồi còn màu vàng nè. Đẹp quá trời nè. Ai lấy vàng chốt vàng cùng Hàng nha. Vàng. Vàng tôm mì nè. Chị Thảo Trang Thanh Minh chốt thêm cái màu vàng nó đi chị. Vải đẹp lắm luôn á. Lầy mịn lắm. Hàng xịn nha chị Yên Tí nha. Không phải là mấy cái hàng mà chị mua hàng nữa đâu. Hàng xịn đó em ạ. Nhận hàng về là mấy chị thấy hàng toàn là trên 200 ngàn không à. Vải đầy. Vàng chị Thảo Trang Thanh Minh 89 ngàn. Rồi để Hàng kiếm một bò nó xin lỗi nha. 89 cho Thảo Trang Thanh Minh. Để em ghi giá cho cái ông bé ma nó tính. Rồi 89 ngàn màu vàng. Tại vì có những cái mã hồi sáng là 99 ngàn nha mọi người nha. Hồi sáng mà có báo nó chiều nó còn mấy cái này nó xeo. Màu xanh lá đẹp quá trời. Ủa sao cái này 99 hả? 89 99 là hồi chiều đó chị. Và nó còn có 1-2 cái này em đi chung cho mấy chị mốt cho nó hết rồi nha. Cặp hồng bao nhiêu vậy em? Hồng hồng là chị 220 chị ơi. 220 hàng Quảng Châu quá chị bằng năng tính. Này cái má này siêu phẩm này em còn mấy con nữa chị nào vào sau em lên lốt cái má này để em qua đồ bộ cho em hết áo rồi chị ơi. Hết áo còn có mấy cái à, mai em bỏ xỉ lốt cho nó hết luôn lô này nha. Cái lô cái này là em nói là siêu phẩm ấy, chị mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi nó đẹp. Này comment cho em siêu phẩm nhá, phối cái chữ da phối viền cam mấy chị nó ánh lên cái da rất là trắng luôn. À chị nào lấy con mình giùm em nha. Màu cam này chị nào đã trắng là mặc tuyệt vời. Shop em vải đẹp mà chất lượng chỉ có đặt chỗ khác mà chất không đẹp. Cảm ơn chị Kim nha. Em nói là hàng em đặt lắm chị, nó đẹp lắm, vải nó đá ghê luôn á. Rồi chị nào lấy con mình đồng hoàng nha, cái mã này nó đẹp nên em đặt nhiều á nha. Cái này mấy chị mua đi, bữa nay em tính chỉ 89 ngàn thôi. Cái này mai em vẫn là đang đá 99 ngàn bình thường. Hàng là cái riêng cái con này là em đặt số lượng lớn không còn á chị, hàng nó đẹp dã man luôn á. Chị nào lấy con mình đồng em nha. Con này bữa nay bán nó mới chỉ giá ưu thương vậy thôi hả. Còn ngày mai em bữa nay cũng tại vì bán cái này không có lời. Giá này là không có lời, trừ cái hàng mà em đặt may ra thì không phải lấy qua trung gian thì có lời chút. Còn cái này không có lời mấy đâu. Lời có mấy ngàn. Rồi trắng đi. Rồi em còn có mấy cái thôi. Rồi lên cho em cái áo có cổ đi chị. Áo có cổ ngoài hàng của em đặt luôn. Còn có chục con nữa là hết ha. Áo polo giá 101 thôi. Trời ơi cái này mấy chị nhìn chị xuất sắc luôn rồi em nha. Cái này cứ 58 kg đổ lại là thoải mái luôn em nè. Xuất sắc, đang hết con này nha. Chị nào lấy con mình rồi em nha. Cái con này là em còn mấy con nữa này. Rất đẹp lắm chị ơi, cái bo đặc đẹp này. Nó không có hàng đâu Linh Thủy ơi. Hàng Quảng Châu về là mấy buôn ở ngoài tỉnh người ta lấy hết rồi. Chị cũng bỏ xỉ nhưng chỉ còn có 1-2 cái lúc sáng chị đăng cho mọi người thôi ha. Ai lấy con mình đồng hàng nha. Áo có cổ hàng polo, cái áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Bao sang chị đi đâu cũng rất là lịch sự nha. Đẹp dã man. Rồi chị nào lấy trắng chốt trắng đồng hàng. Trắng này còn mấy con nữa là hết 101 nha. Trắng này 101. Vải đẹp lắm. Quan trọng là cái vải lắm chị, xịn sò. Áo này nó nhiều loại vải lên lắm chị. Hàng xịn lắm đó. Còn mấy con nữa hết rồi, 101 nha. Chị nào lấy trắng 101, số trắng 101 thì mà. Rồi số trắng 101 thì ngoài này cả nhà. Rồi hành quan à. Cái bộ hàng siêu thị này bữa hàng bị bo mất 2 bộ. Bộ này là siêu đẹp. Đây trong siêu thị đang bán giá 365 rồi. 365 một người nhìn thấy giá bán lẻ của siêu thị chưa. Cái này là quần này. À cái áo rất top size M nha mọi người nha. 48-52 kg siêu đẹp luôn mấy chị, mặc giờ mặc cái bụng nếu chị có bụng to cũng không có thấy đâu nha. Quần lưng cao, ủa này quần túi lưng cao này, vải đẹp lắm luôn này. Quần ống
lắm rồi. Em nói nó mặc rất là đẹp luôn mà em bị bom thôi, em không có hàng bán luôn á. Em sale với chị 145.000 nha. 145. Cho xin lộ một cái có cổ, ok xin lộ. Cái có cổ nó đẹp lắm chung ơi, lúc chiều quá trời khách đặt luôn, nó rớt mấy cái. Rồi cái mã em đang cầm á, chị nào hôm bữa bị trừng lấy này này bị bom mới nhận về hàng bom xong size M nha mọi người. Cái bộ này là không có thấy bụng luôn á, chị nào mà bụng to không thấy luôn á nha. Tại vì áo nó rất tốt, quần lưng cao chị nó che lên cả bụng dưới luôn rồi. Nè, set này là set tranh hồng của em nha. Cái này là hàng xịn chị. Như cái này trăm mấy đồng còn có túi nha. Như cái này không ạ? Ờ, dạ, 101 chị. Rồi ai lấy set này comment giùm em, size M. Size M giùm em 52kg đổ lại nha. 48-52kg nha. Bộ nó đẹp. Rồi em còn một bộ tranh màu hồng, chị để riêng cái này ra giùm em đó nha. Bộ này đẹp quá trời luôn chị ơi. Đây là quần, quần lấy áo trắng thì chị chưa quên mỗi khi rồi. Không sao đâu. Không, nam không mặc được đâu chị Phương An ơi. Áo nữ nha. Xuất sắc chưa? Size M tiếp nè mọi người. Size M màu xanh này. Cái vải quần nó là đuổi xịn nha. Mấy chị này ống rộng đuổi xịn giùm em size M. Cái này 45-52kg luôn đó. Đẹp dã man chưa? Comment giùm em nha. Trời ơi mấy cái bộ này mấy chế không mua là tiếc lắm. Nằm trong hệ thống của cô Massage Chao Mát, giá trên 300.000 nha. Mọi người nhìn thấy giá không? Em bán có 145 thôi đó. Vải nó đẹp nhất lát luôn này. Bị bom hàng thôi. Trời ơi cái lô này em lai cháy sạch bách không còn bộ nào luôn á mấy chế. Chế nào lấy comment giùm em nhé. Này Linh Thùy nhận mấy bộ này đẹp không? Bộ vải đẹp lắm. Em còn một hồng một xanh. Chế nào ưng thì lấy em một hồng một xanh. Đồ dài tay hàng siêu thị em về rồi đó. À xin lỗi lấy quần 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 jean xin lỗi nha, để em hoàn kiếm cho quần jean này. Xét ra chuẩn bị 155kg không mặc được đâu. 155kg không có mặc được nha. 52kg đổ về thôi. 55kg mặc size L em vừa nha. Quần jean này xin lỗi ơi, quần mua cho bé lớn đúng không? Nè 135.000 cái này hàng siêu thị nha. Chị Bích Nguyễn Nguyễn, chị cao mét mấy bao nhiêu ký chị ơi? Nói cho em coi nếu vừa em bán cho nha, không vừa thì em để lại nha. Size này có 3 cái. Quần jean bé gái 55cm đổ lại mặc vừa thì còn 5 nữa rồi này. 135 cái này là hàng siêu thị nha. À ok, chị định cho mua cho này, xếp tranh màu trắng. Chị Bim em 145.000 đó chị định châm. Họ hỏi đi. Đây là chị định châm này, chị Bim này. Quần jean. Ok chị này. Quần này nó cái này là hàng siêu thị nhưng chị, nó là jean Nhật không phải jean Việt Nam nha. Chất của nó là siêu co giãn nha, các chế đẹp nha, siêu co giãn nha. 55kg đổ lại vừa. Em 1m53 nặng 45kg. Trời ơi người đẹp mặc bộ này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lên địa chỉ số điện thoại chốt cho bộ đấy nha. Thử hàng rồi trả tiền cho tôi nha. Ai lấy quần chốt quần 135.000. Trai bé lớn đúng không? Trai 35 thôi, bé là bà mặc 35 thôi. Quần này đến 55kg. 135.000 ra xin rồi. Ok chị, em chưa có đi đơn đâu ạ. Like ngày mai nữa nha. Ngày mốt nhân viên em xuất đơn. Ngày mốt em đi đám rỗ. Ủa, chị lấy Bích Nguyễn lấy màu gì? À, tranh hồng, ok chị ạ. Chị ơi, lên địa chỉ luôn nhá. Khách mới lên địa chỉ luôn của em. Rồi quần jean còn 2 cái là hết. 135.000. 40-55kg vừa dùm em nha, sọc jean. Áo không có cổ bạc nó, có áo không có cổ nhưng còn hàng mà. Còn hàng. Rồi chị nào lấy comment dùm hàng nha. Chị Bình Trâm lấy bộ 55kg không? Rồi cái này em còn có 2 bộ à, chị nào lấy thì chốt dùm em nha. À quên, còn 2 cái quần thôi. 2 quần, chị nào lấy thì comment dùm hàng. Size 40-55kg. Có quần dài cho người lớn mình này. Quần này là quần hip hop chốt cơ dùm hàng nha. Vải tổ ong 139.000 vải này. Vải tổ ong này. Em cảm ơn chị Bích Nguyễn này. Chị có lấy thêm áo thun không? Lấy thêm áo thun mấy cái nữa đi. Hai món đi lên cho đỡ ship. Tức là hai món nó cũng chỉ có 28.000 mình cước thôi, nhưng nó chia ra là mỗi cái có 14.000. Còn mình mua một cái là tính ra cái đó nó phải chịu 28.000 cước. Đó, có lấy thêm áo trắng không? À áo mặc không giống như em mặc này. Em còn màu xanh lá, màu trắng. Xanh lá, màu trắng với màu gì chị Vân? Màu cam. Rồi, quần jogger này, jogger người lớn giùm em. Form này 52kg đổ về giùm em nha. Siêu đẹp luôn, quần tổ ong có bò ở phía dưới nha, 139.000.
hàng Hàn đó mấy chị, phong của Hàn đó mấy chị nha, đẹp lắm, loại tổ ong này, quần đẹp dã man luôn á nha. Chị nào cao cao mặc cái quần này rất là đẹp, mặc với áo rất tốt, lệ thôi. Rồi chị ơi, của nữ nha, nam không có mặc được nha, mã đấy chỉ có nữ mặc thôi. Nam mặc cái áo nó tại vì may theo form của nữ nên là em thấy nam mặc không có đẹp đâu. Mấy chị cái áo đấy mấy chị chốt cho nữ mặc thôi, chị cho em cái áo trắng sọc ngang. Áo trắng sọc, đúng rồi, đúng rồi. Đợi em xíu nha này. Áo này 101 chị, vải bao xịn nha, vải đẹp lắm. Đây, đang hot áo này, này. Chị nào lấy áo chốt áo em 101 nha, 101. Quần cò quần sọc viên gái á, hiện tại nó hình như có sọc viên khóa nữa đó, có sọc kéo khóa nữa. Bên con đừng, em có sọc khóa ở đó luôn em á, khó khó là cái gì? Sọc viên kéo khóa đấy. Ở đâu? Áo em đang mặc áo size, nếu mà chị cao 1m6 thì 60-62 ký, dưới 1m6 thì 58 ký đổ lại vừa nha. 89.000 một cái chị ơi. Đả váy có luôn. Chị coi em đây này, coi đây giùm em. Đó. Đây này, coi thử chỗ này nó có gì kéo khóa không. Bé này nó cũng cao lớn, 1m4, 1m5 gì rồi. Bé là chân váy đi, quần đi có khóa kéo. Ủa, bữa trước đặt mà không gọi là sao kỳ ấy. Ngọc Lan cho em coi lại cái áo 101. Bữa trước đặt mà không có gọi ấy hả? Chết cha, còn hàng đâu. Bây giờ còn còn ba lô thỏ có lấy không? Em lấy thì con thỏ cho, con thỏ đẹp lắm. Con thỏ em có một cái mà chị lấy thì em lấy cho chị nhá. Cái đó có khách dặn rồi nhưng mà có một cái nên em không có đi đơn đó. Trời ơi nó đẹp dã man luôn, trời ơi, hai kiểu nha. Cái này kéo khóa xuống này. Đẹp chưa này, ở đằng sau là lưng thun này. Lưng thun nha. Cái này như còn 11, 12, 13, 11, 12, 13, 15, 10. Cho xem ra đây đi, ok. Rồi. Học ra đây, ok, chào Hoàng, chúc các em lấy cho. Cái này Xuân Đội ơi, có size bé bà để tôi kiếm cho, nó nằm ở khúc nào đây. Cái này là size nhỏ. Trời ơi, bà Vân ơi, nhanh lên. Lấy đồ cho tôi đi, tôi không có lối đi lại luôn nè. Còn một cái xinh ghê chưa, có lấy thì báo Hoàng nha. Đây nè, còn có một cái thứ nhất thôi, 125.000 hết hàng rồi á. Bích Lý Nguyễn lấy thì báo, hàng Quảng Châu đẹp lắm, hai khóa này. Cái này đẹp dã man luôn á, hai khóa kéo này. Đó, hình con này in nổi á, thỏ in nổi nha. Cái này hàng không có còn đâu mà cái này có khách nó chốt có một cái mà còn đang đánh đo không có gì á. Ok cho chị này. À, đi ở đâu này? Tại có một cái em sợ người ta bo mới làm biến em ngửi lắm. Có ba lô lớp 1 chị Kim Đào. Hình như chị Kim Đào có mua hàng của em một lần đúng không? 125.000. Dồn đơn với lại gì ta? Dồn đơn với bộ tranh. Em ghi vào đây.
đây nhân viên nhiều khi nó quên đó. Ba lô bé trai lớp 1 đó, đằng sau em á, chất dù nó đẹp lắm. Còn cái ba lô đó đẹp lắm, vừa nhận là hôm nay xong, con bé nó đeo từ chiều đến giờ vẫn đang đeo ba. Đây này, cái này là em còn một cái, em sale nốt cho mọi người. Hai, cái này là 200 mấy nha mọi người, 265 đúng không? Một cái thôi nha. Cấp 2 em không còn hàng chị ơi. Cấp 2 em hết rồi, chống gùm sau lưng bằng bông nhá, lót bông lưng lên. À, thấm con nó có nỗ thoáng khí luôn này. Cái này mình không biết bao giờ cho hư, em nói thật á, chất dù nha. Cái này của bé trai học lớp 1, lớp 2 thôi nha. Lớp 1, lớp 2 thôi. Chị nào lấy comment giùm em 3 ngăn cái khóa của nó này. Cái này chị nào lấy comment giùm em nha. 200, ôi, em tính nốt cho mọi người 245.000, chốt mã 245. Em bán tặng mọi người, tôi hàng là nhà sách đang bán 300 mấy rồi nha. Chị nào lấy comment giùm em nha, cái giá của nhà sách bán đâu mất tiêu rồi ta. Nó làm mất mất cái mã của tôi rồi. Rồi, nghe cái khóa là thấy mê rồi đó. Nghe cái khóa là thấy mê rồi đó. Chị nào lấy đi chốt nha, hết sạch bách luôn. 245 rồi mà em nhé, 245.000. 245. Có ba lô bé gái học cấp 2, cấp lớp 4, lớp 5 nữa nha. Còn hai cái ba lô bé gái lớp 4, lớp 5. Đấy, chị nào lấy thì báo em. Ba lô đẹp lắm, ba lô nhà em thì mọi người khỏi phải lăn tăn đi nha. À đây này, có ba lô nhện này, 220 này. Ba lô nhện 220 này. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 được, cái này nó to. Lớp 3 được luôn nha, 3 ngăn luôn. 255 tính mọi người, 220 này. 255 nha. Chị nào lấy con một giùm em, ba lô nhện này in nổi nha, trời đẹp xuất sắc. Còn một con cuối cùng. Còn một con cuối cùng ba lô nhện luôn. À xem là áo 101 hả? Áo 101 lấy ra đây cho Lan chưa nhỉ? Sang bảo Lan cho bà Lan Ngọc Lan. Áo 101 đẹp lắm. Trời ơi, còn có mấy con nữa là em hết sạch bách rồi. Áo đặt lên cái vải nó đã lắm luôn á. Này là Lan nha, nhiều lắm rồi. Còn mấy cái nữa thôi nên là mấy nói với chị lấy đi á. Rồi này, xuất sắc. Mấy chị đóng thùng cũng đẹp, mấy chị mặc quần ôm chân váy thì cũng xinh nhá. Áo này nó đang hot, mấy chị lên mạng mấy chị gõ cái chữ Chistila Dior này ra sẽ thấy nhiều lắm. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Áo này 101 giùm em. Ai lấy áo 101 chốt áo 101. Áo này mấy chị mặc với quần jean là bao mê để... Có cái Hoàng ngồi like, Hoàng mặc quần jean nó nóng, có chị Hoàng không có mặc thôi. Ha, mặc quần ôm cho nó dễ chịu, ngồi like dễ. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Phương An khách cũ rồi, không phải cho số điện thoại nữa. Cho một lần cái app nó nhận mình nguyên năm á. Lần sau mấy chị lên, mấy chị chỉ cần comment là nó ra số à. Phương An chăm mút. Ngọc Lan ok. Lấy áo tôm mì luôn đi, tôm mì đẹp lắm. Tôm mì tôi sale 89 ngàn bữa nay nha. Mấy bà được hai áo đi đôi nên nó dễ. Một áo Phương An này. Lấy áo tôm mì không? Tôm mì in màu cam á, đẹp. Ngọc Lan lấy cái này ok. Áo có cổ còn đúng 5 cái cuối cùng này em hết sạch nhé. Chị nào chưa có cổ, chưa có cổ lấy áo có cổ rồi chốt áo có cổ nha. 5 cái này em hết. Ngọc Lan. Có lấy áo tôm mì luôn không? Tôm mì cam. Các cái áo này này của cái lô trước nó sót đâu một cái nha. Đây này còn mẫu này này. Mẫu này xinh này. Mẫu này nó hết hot luôn, nó hot trend luôn. Like mẫu này nữa thôi, còn đâu em đang like quần jean với chân váy là em thích nhau rồi, lên liền cho. Ở cái mẫu này mấy chị mặc không đẹp, không lấy tiền. Xuất sắc luôn, chị Phương An là bao nhiêu ký? Ai lấy này comment đồng hàng nhé, 89 ngàn. 89 thùng đẹp lắm. Cái hàng nhà Hoàng nó còn đẹp hơn thế này á. Hàng nhà Hoàng đặt may nó hết sạch rồi. Hồi chiều Hoàng like mấy trăm cái hết trơn rồi. Không có còn đâu, hàng này hàng công ty cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng hàng của nhà Hoàng đặt. Mấy chị nhận hàng thì sẽ thấy trong một lô á, cái hàng nào mà Hoàng nói Hoàng nhà Hoàng may là mọi người sẽ thấy cái vải nó nổi trội nha. Nó dày lắm, dày y như hàng mình đang xuất khẩu mà nó mịn nữa nha. 89 nha. Ngọc Lan lấy một cáo này mà bà ơi đẹp lắm bà ơi. Lấy hai cái đi đôi cho nó dễ nha. 89 nha. Ok chị Phương An là khách quen rồi, mua số cho số lần được rồi mà.
còn 5 cái nữa là hết. Áo bóc cổ còn 5 cái. Trời ơi, cái này là cái gì á? Xin lỗi ơi. Lấy sọc jean này là lấy chân váy jean này này đẹp này. Có 120 một cái thôi. Bé lớn đi rồi lên bé nhỏ cho cổ nó đã quá. Xin lỗi, vải này đẹp này. Cái này comment đồ hoàn mã số 2 đi nha. Bé này bà bao nhiêu ký, lên lại số ký luôn đi. 57 ký cao mét 6 đẹp lắm đó chị nha. Xuân Độ ơi, đẹp không nè, má 2 nè. Mà bé nhiêu ký tự dưng quên bà, nãy giờ cứ lo chốt không à. Bà bé nhiêu ký bà nha. Bữa nay bà nhiêu ký rồi, quên mất tiêu. 35, 36 ký thôi hả? Đó, nãy giờ lo chốt không hỏi luôn ký luôn. 35, 36 ký cao mét 4 đúng không? Bà có mẹ và bé không? Có. Có mẹ và bé nha. 35, 36 ký. Cho Xuân Độ một cái nè. Còn thấy nó không đi kiếm. Rồi ngồi chị em kiếm thôi. Cái này ghi đá 120 giúp em nè. 120. Đây này chị cứ đi ở trên đăng hết đi vào giùm em. Cái này có Xuân Độ ổn. 35, 36 ký. 35, 36 ký đến 15 được. 12, 13, 15. Đây, 35, 36 ký. Size 15 cho Xuân Độ. 101, size 15 này 101 thôi nha.
là 69, quần 89. Nguyên nét em phối sẵn cho chị luôn á. Nguyên này là chưa chị cho. Hồng Lan ơi, có xét mẹ bé nha. Chưa có tách đơn luôn á, Xuân Độ ơi. Tuần sau mới đi gì? Tuần sau đi thì tuần này kịp mà. Nhận trong tuần này nhé. Nhận trong tuần này. Rồi lên hàng chị Phương An. Có cái hàng siêu thị hồi nãy đây là em mới đem lên đây, bộ hàng siêu thị đây này đẹp lắm luôn này. 89 bé 30 kg không có sai chị ơi. Em còn quần jean 9 lên em thấy. Em lấy số 9 chị Phương An. Em lấy số 9. Bé nhà chị Phương An mấy tuổi rồi? 20 kg mấy tuổi? Ba lô xanh. Hình con chim lớp mấy mang chị? Em chưa lên giày luôn á chị. À đúng rồi, em nói em lên giày mà em quên. Ba lô xanh này hả? Lớp 1, lớp 2 này đẹp nhất nha. Em tư vấn size ba lô là chuẩn lắm luôn á. 245.000. Hàng đó mấy chị xài biết bao giờ cho hư trời. Rồi, hàng siêu thị em có một bộ trắng hồng tim, quần hồng. Ai lấy comment giùm em nha. Không. 8 tuổi lớp 2 bé ốm và cao. Đúng rồi, size 9 được rồi chị. Size 9 nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Nè. Số 9 nha mấy chị nha. Số quên. 812, 812 là 100 bao nhiêu nhỉ? Hàng siêu thị này lâu lâu mới có sale và thành ra toàn quên giá không có nhớ luôn á. Trăm mười lăm à, 115 thôi. 115 giùm em nhé, size 812. Phải từ từ mấy chị ơi, em nhầm rồi. 109, 109.000 nha. 109 này, bộ này xuất sắc nha mấy chị nha. Chốt nhanh thì mới có đâu không mà hết. Tại vì mã này em chốt ở bên kia mãi mới được luôn á. Trời ơi, phải bảo nó để dành cho mới có đâu. 812. Cái này nó có size đến số 12 thôi à. À siêu thị đi nó có 5 cái à. Chị nào lấy thì chốt nha. 109 ngàn. 109. 812. Cái bộ này có hôm bữa chị nào có chưa có không này. Bộ này xinh quá trời luôn này. Bộ này 10, 11, 12. 10, 11, 12. 109 luôn này. 109 tim vàng của em nha. Tim vàng. Còn hai bộ à. Đẹp lắm ăn chưa. Không đẹp lắm. Cái bộ này không có còn bộ cổ mà không biết ở đâu, nó là Yến Độ một cầm mà không biết nó nằm cách nào đây này. Hôm bữa em đưa cái hàng này size cho chị bao nhiêu hả chị Phương An ơi? Bữa em đưa chị size bao nhiêu ta? Em lấy size cho chị là size 8 đúng không? Cái này nó 8 tuổi mà 2 chị tí, chị nó cao ốm, chắc lấy cái kính cho nó thoải mái ha. Vâng. À, bé này nó 8 tuổi rồi. 8 tuổi mà nó có 20 kg à, ốm cao, lấy số 9 được không? Rồi ok, lấy số 9, đúng rồi, hôm bữa đưa size 9 cho chị Phương An kìa. Chị lấy số 9 cho chị Phương An. Ok, chị Phương An số 9. 109. Cái bộ này xinh mà chị Phương An vô sau nó hết hàng mất rồi. Má này hết hàng rồi. Có xét mẹ bé, có xét mẹ bé luôn á. Chị Trang Trần, à thôi bây giờ mọi người muốn lên giày không? Em lên giày cho. Chắc chỉ có chị nào săn sale tối nay mới mua được và tại vì nó có 20 mấy đôi nó bị móc hộp nên được sale hàng hãng á nha. Mọi người có lên giày bata em lên cho. Giày bata em lên cho. Ôi má ơi cái set này. Bộ hồng mặc tím có 40 kg là 40. Kim Quỳnh ơi, 245. Cái bộ này nè. Hồng hoặc tím có 40 kg lớp 4 luôn. Trời ơi bộ này đẹp quá trời luôn á. Mà có giá nhiêu biết không? 99.000 thôi à. Cái này là hàng sale này. Chị Thiên An có lấy thì báo em là số 9 này. Bé chị vừa này. Trời ơi đẹp lắm. Bộ này comment cho hàng công chúa xanh. Cái mã này á, nó là hàng shop không phải hàng siêu thị nha. Cái này có giá 99.000 thôi mà. Yên tâm đi vẫn thu chính phẩm nha. Tím vàng bao nhiêu vậy bà? Lấy. Cái nào? Tim vàng hả? 109.000. Bé này Ngọc Lan 28 30 kg đúng không? Trời cái bộ này đẹp quá trời mà có 99.000. Cái này có size lớn này. Size lớn là 100 mấy quân. Lên giày đi chị, ok để Hoàng khui cho. Hoàng chưa khui bao luôn á. Chưa khui bao luôn. Trời ơi cái mô này không có trả nhiêu tiền mà để lưng nhờ quên mất tiêu rồi. Mô giày không có trả nhiêu tiền. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha.
Chị Vân khui giúp em đếm em bao nhiêu đô được không? Xem ở trên đó xem nó có giá tiền không? Kia có cái kéo thì giặt cho giùm em đấy. Rồi có ai lấy set này báo hoàn này. Trời ơi, set này quá trời đẹp, Phương Anh lấy có 99.000 thôi nha, đẹp lắm. Có size của người lớn luôn này. 16. Hả? 16. 1 triệu. Hả? 16 đâu, số lượng mà 16. Có thấy giá tiền không? 2 triệu 380. Dạ dạ. Lấy bộ xanh 99k đi. Size bé mà 40kg là giá em tính cho 101 thôi nha. 40kg. Chị Phương An 99.000. Mạng nó bị lag lắm. 99.000. Tắt làm gì, người ta lấy cái mũi kéo người ta lọc dài nó ra. Tắt thì sao đau tay vậy trời. Xanh 25 và xanh 35. Xanh 25 35kg lấy qua size cổ của em 101 nha. Thêm 10.000. Có size á, Bích Quý Nguyễn ơi. Để Hoàng lấy màu hồng này đẹp lắm này, để Hoàng lấy cho. Chờ Hoàng chút đi, Hoàng chốt cái mã này xong rồi nha. Chị Ly Dung, Ly Dung Nguyễn này 35kg này. 35kg em lấy size lớn cho bé luôn này. Chị đếm thêm em thôi, nó bị móc hộp hết rồi đúng không? Nó móc hộp nó xe 16, số lượng là 16. Rồi chị đếm lại giùm em thôi, đừng để. Có 16 đôi à. Nguyên một container nó có bị có mấy hộp mà bên kia nó khó quá, mấy chị nó không chịu nhận đó. Mấy cái shop mà nó bán hàng thương hiệu lớn nó không chịu. Chắc thì quá trời đẹp luôn á, mà trời ơi, lỗ luôn. Người ta lỗ mà ra như thế. Teo 50% luôn, chế đợi chút nha. 99.000 này, với lại 101 này. Cái bộ này hả? Bộ tim hồng này hả? Tim hồng, đây này 40 cân này. 4 tuổi 40 cân này. Tim hồng này. Cái này là 125.000. 125.000 nè, chị nào hỏi nè. Bộ tim này. Học lớp 4 hả? Lớp 4. Lớp 4 40kg nè, mặc size này cho Hoàng nha. Bé này cũng phải cao tầm 1m4 rồi đó. Lớp 4 rồi. Lớp ít nhất cũng phải là 1m3, 1m4 rồi đó. Này, đẹp chưa? 125, tim màu hồng nè. Màu hồng. Còn tim hồng này, tim hồng màu tím này còn 35kg đi luôn, lấy không? 125.000. Tim màu tím. Trời xíu nha chị Vân, chị đang kiểm hàng xong rồi em like dậy cho. Rồi Bích Lý Nguyễn lấy tim không? Tim đẹp chưa? Tim hồng này. Cái này là hàng siêu thị vải siêu đẹp luôn. Lấy cho chị. Là hồi nãy chị đâu có lấy bộ xanh đâu đúng không? Bộ xanh này em không có chốt cho chị nha. Bộ xanh này là chị có lấy ra bộ xanh bé chị 101, lấy thì báo em nha. Rồi cái này em in view này. Có bọc mới không chị? Bọc mới không em? Thấy được cái bọc mới sợ. Không có bọc luôn hả? Nè bọc này. Bọc lúa thì đâu? Là chị lấy một bộ màu hồng thôi, màu xanh chị không lấy đúng không? Này chị đang cho giúp em 125 của chị Bích Lý Nguyễn này. Này màu tím em còn đúng một bộ màu tím là em hết 35 cho chị nhá. Size 16, 125. Hàng siêu thị, mấy chị hàng siêu thị này của lô trước này. Chị nào lấy cho một giùm em. Trời ơi, Lý Dung Nguyễn ơi. Còn có một bộ này có lấy gì bán. Chào con. Hai mẹ con đi đâu á? Bộ vải này 125.000 màu tím. Không phải có đi bán hơi dày nữa hả? Bữa nay có quần chip thông hơi của bé gái. Hàng xịn lắm mà có số lượng ít à. Chị nào muốn mua thì báo em lên cho nha. Rồi ai lấy tim màu tím, có màu tím của em này. Cái này hết hàng lắm chị. Hàng xưa thì nó ít lắm. Rồi lên giày nha. Mấy chị chấm cho mấy em lên giày 38 để mấy chị mua. Hàng thương hiệu sự một đồng giá 199.000. Bao nhiêu giúp em? Thank you.
xíu nữa này, ngày mai em like từ 9 giờ cho tới 12 giờ nha. Mai em like sớm thì chiều mai đi đám dỗ. Trời ơi má ơi. Nè mấy chị nhìn này, nó chỉ có như vậy thôi mà hả? Nè, hàng xịn lắm luôn, là chỉ vì mình móc hộp mà ta sale off 50% luôn á. Trời ơi nó siêu nhẹ luôn mà nó đẹp. Cái này comment cho em Hoàn là má số 1 nha, má số 1. Cái này nam nữ đeo được hết, size 39 nha. 39 luôn em, trời ơi dày đẹp quá trời luôn á bạn ơi. Trời ơi. 38 hai đôi. Siêu phẩm có hai đôi nha, má số 1 của Hoàn, 38 39. Cái này người lớn bé thì đi đều thoải mái hết, 199.000. Những đôi này mấy chị mua khoảng 400 mấy trở lên á, trên 400 nha. Giày hàng hãng luôn, nó đẹp đã man luôn mấy chị ơi. Nhìn cái đế của nó này. Xuất sắc chưa? 199.000. Có 38 39. Hai mẫu giống nhau không chị? Giống nhau đúng không? Cái này là tạ quang đúng không? Đẹp quá chừng này. Ai lấy con mình giùm em nha. Rồi cái này em có hai đôi thôi, 199.000 một đôi nha. Em bao giá nó đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Rồi ai lấy con mình giùm Hoàn nha, chỗ sao nó đẹp dữ trời. Trời mê quá. Rồi em có hai đôi. Má 1 kim đào, má 1 chạy bộ được không chị? Là sao chị? Chạy bộ là sao? Em biết mà này nó đẹp quá mấy chị có thể đi thể thao, đi chơi thì cũng được hết nha. Nó nhẹ mà nó trời ơi nhìn đôi giày này. Má 1 em có hai đôi size 38 39, em Hoàn mà bán mấy chị yên tâm đi. Không đẹp không bán đâu nha. Giày hả? Đẹp lắm luôn. Chị nào chân đi size 38 39 thì lấy có hai đôi à. Có đúng 16 đôi thôi tại vì nó bị móc cái hộp đi giày này mấy chế nè. Một công này mấy chị biết đó, cái phần này là nó sale cho mấy chị là đến hơn 50% tại vì cái này hôm bữa nó báo giá lẻ lên 400 mấy luôn. Trời ơi nè, nó chỉ có bị béo cái hộp vậy thôi à. Hàng xịn chưa? Giày đẹp lắm mấy chị yên trí nha, nè size 38 này. Trời ơi nó đẹp. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Em lấy 39 thì Kim Đào. Chị Kim Đào có mua hàng nhà em rồi đúng không? Chất đẹp lắm luôn đó nha. Còn đôi 38 nữa thôi, 199 giùm em. Hàng không phải hàng tào lao mấy chế, nhìn hàng xịn chưa nè. Quảng Châu xịn luôn á, nguyên hộp luôn nè, full hộp luôn á nha. Mà chẳng qua nó bị béo cái hộp thôi. Có cái tờ giấy vô trong đó không vậy? Giấy hay đó. Đâu rồi cái bút của em đâu? Để dưới là bây giờ giấy tới. Đi tới không được. Nam nữ mang được hết nha. Này này là nam nữ mang được hết này. Chị Kim Đào Shopee này. Shopee này 199 này. Em còn đôi 38 nữa. Chị đưa mã khác của em đi. Mã khác của em đi. Trời ơi nó đẹp lắm. Chế nào một tin em cầm đôi giày về là lần sau hỏi nó không có đâu nha. Chị Yến Lê 199 đồng giá nha. 199 đồng giá. Đẹp lắm. Rồi trời ơi có đôi nào hoàn vừa không? Trời ơi nó đẹp. Má mua bữa mang rồi vậy. Trời ơi. Còn men cho em má 2 có mấy đôi? Chỉ có một đôi hả? Hai đôi đó. 36 nè. Ê 36 nè hoàn vừa. 36 với 38. Em đeo 35 mà nhưng mà 36 này to cho nên một khúc. Chị nào lấy con mình được men nha. Xuất sắc chưa? Trời ơi trời nó đẹp dữ vậy trời. Nó nhẹ lắm mấy chị ơi. Má 2, má 2 ba mấy chị? 36, 38. Ai mà mua được là mình may mắn. Nói dùng một câu như vậy thôi. Ai mua được là mình may mắn bởi vì không có lần thứ hai nha. Hàng này nó bị móc hộp nên nó sale off cho mình 60-70% rồi. Trời ơi đôi giày này mấy chị nhìn này. Thiệt luôn á, nhìn đẹp hay không nhìn đây là biết rồi. Dã man luôn. 199.000 thôi. Có 38 nữa hả chị? Má 2 có 2 đôi thôi. Má 6 với 38. Đợi cho em coi nè. Trời ơi nó đẹp quá đôi giày á. Cái này là phản quang nha mấy chị nha. Có đèn sáng không? Không hả? Cái này là phản quang sáng gì nè. Đẹp chưa? Không má. Gọi mà bữa nay gọi đến má luôn rồi. Trời ơi nó đẹp dã man quá má ơi. Nó cầm mà tôi run luôn á. Trăm rẻ quá trời quá đất. Sao mai lại có ai lại về không? Ngọc Hiền này có 16 đôi nó bị hộp như vậy thôi. 199.000 nha. Trời nó đẹp quá chừng à. Từ không biết nó có 16 đôi duy nhất là để tôi lên cho. Tôi tìm nãy
giờ nó không ra, trời ơi. Tôi khóc luôn á mấy bà ơi, nó đẹp quá chừng mà giá con 199 nha, thôi trời. Bà Vân ơi, bà trả lại cho cơ bút đi bà Vân ơi. Đợi xíu nha, còn đôi 36 thôi. Còn 36 thì nó khác với 36 và 7 và 8 và 9. Ơi. Nghe nó chưa à. Ôi đôi này đẹp thế, này nghe có. Cái này 36 và 7 và 8 và 9. Ơi, cái này buổi tối mấy chị đi là nó sáng cái chỗ này nha. Chỗ này giống như là phản quang sáng này. Này mấy chị nhìn nè, cái này là phản quang sáng nha. Đó. Cái đôi này đẹp không? Nam nữ đi đều được giùm em nha. Chị hồi nãy chị nói sao chị? 36 và 7 và 8 và 9. Ủa, cái đôi này em in bill chưa ta? Rồi đúng không? Có 3 đôi. 36, 37, 38, 39. Má số 3 giùm em nha. Má 3 này. Cái hộp chị có bị rách đâu mà tội nghiệp ghê á. Này làm khó nhau quá trời luôn á. Thương hiệu lớn này, logo này. Ủa, cái đầy này em nói thật với chị này. 199 ngàn. Có 3 đôi nha. 3 đôi thôi. Xuất sắc cho em nha. 3 đôi. Cái này là lên thẳng đế thẳng 3 phân được đó. Chị nào lùn lùn đi đẹp. Rồi chị nào lấy comment của em nha. 36, 37 gì đó chị. 8, 7, 9. Nói tiếp nhau á. 36, 37, 38, 39. Ai lấy comment của em nha. 36, 37, 38, 39. Đẹp quá mọi người. Mấy bà chê đi, mấy bà chê đi. Sáng mai á. Mai đi like thì bà không còn mua nghe. Rồi. Bây giờ em đi có mã khác đưa đây em. À có được. Đôi này là bà làm bà nhận về là mấy bà nghiền luôn á. Giá không nghĩ là như vậy luôn á. Rồi 39 đó. 39 có đôi nè. Con tôi like nhanh, bà nào không thì lấy nha. Quá khác cho mấy bà ưng quà là có mười mấy đôi thôi, tôi nói là siêu phẩm. Này tôi săn được hàng siêu phẩm á. Ôi nó đẹp bá cháy luôn á. Thôi sai 39. Một đôi duy nhất này. 199 ngàn chị Thủy ơi. 199 ngàn má 2. Sai 36 cho chị Kim Ngân. Chị má 2 có 36 đưa em đôi bạn. Chị Kim Ngân 36 có đôi này nữa nè. Chị Kim Ngân nè 36 có đôi này nữa nè. 36 này có đôi này má 1 giùm em nha. Chị không biết em ơi, không biết phong to hay phong nhỏ, chị bán theo size thôi, chân mình đi size nào thì mình lấy size đó của em nha. 36 nè. Ủa cái má 2 á, má 2 hồi nãy em mới giơ lên á, một má này nè. Chị chọn nó đó. Nó khác nhau bà ơi. Màu khác nha. 30 má 2 39, cái má này hả? Sợ sao bên ngoài nó to. Má của Hoàng có một cái 39 à. Thôi like lại đi, nó bị nhầm mất tiêu rồi. Thôi đọc lại đi, chị Châu Thủy lấy 39 đúng không? 39 có đôi này thôi, em đẩy cho chị đôi này nè. Chị Châu Thủy ok báo em nha. Trời ơi đẹp quá chị Thủy ơi. Nè, chị Thủy lấy đôi 39 này đúng không? Để em like lại mấy cái má kia đi, lộn xộn quá à, nó tùm lum hết. Nha. Rồi ok, chị này có một mã 39 là đẹp lắm. Trời ơi, chân em đi 35 này em vẫn cứ đi 35 thôi nha. Chân em đi 35 thì em vẫn cứ đi size 35 thôi à. Mà nãy giờ em tìm hoài có đôi 35 mà em lấy một đôi mà không có đây này. Chị Châu Thủy một đôi này. Châu Thủy có lấy thêm áo có cổ Chitila Dino O không? Đẹp lắm luôn á. Có 101 một cái à. Áo nữ có cổ nha. Chị Châu Thủy này. Chị Châu Thủy một đôi này. Rồi để like lại cái mã size 36 cho 36 này. 36 này chưa có lên này. 36 này chốt cho em mã 1. Trời ơi sáng. 8 má 1 size 36 để Hoàng đi thử coi. Chân Hoàng đi 35 mà mọi người. Trời em nói xịn lắm. Bán mấy chị đôi giày nói gì mấy chị nào nói gấp đâu. Form chuẩn nha. Này Hoàng đi 36 hơi rộng một xíu là Hoàng đi 35 là vừa. Form chuẩn nha. Nhích hơn 36 một tí thôi. Nhích hơn 35 một tí à. Em cái đôi này đẹp. 35 không chị? Có đôi nào 35 không? 39 có một đôi duy nhất đôi này đẹp. Có đôi nào không? Dạ em đi được không? Em coi thử cái màu tối tối coi. Làm gì có tối. Trời ơi nó đẹp quá trời. Ê cái form này form vừa nha. Không có to quá đâu nha. Mấy bà ơi không có to quá đâu. Ôi nó xuất sắc luôn nè. Cho mấy chị coi nè. Chân này. Form vừa thôi. Không có to quá. Đẹp đã man luôn á. Form chuẩn á. Chuẩn form nha. Không có to.
đẹp luôn. Nó đi đôi giày nó siêu nhẹ luôn á. Rồi đây, cái này mã 1 size 36 này, màu đẹp chưa? Mã 1 size 36. Mã 1 size 36 nhá, form vừa chuẩn, không có to quá đâu. Chốt đúng size mình đi là được cho em nha. Mã 1 giùm em này, mã 1 này size 36. Đẹp không? 36 này. Comment đồ Hàn nha, mã 1 size 36. Ôi đôi giày này. Phải nói là đỉnh luôn á. Mã 1 36 đồ Hàn này. Ngân Hàn chưa chốt. Nha Hàn like lại 36 có những mã nào. Chị cầm giùm em tí này. Mã 1 36 này. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 này. Có mười mấy đôi giày mà like lâu quá có thời gian. Mã 2 size 36 này. Giày này đỉnh của đẳng cấp luôn nha mấy chị. Rồi mã 2 size 36 Hoàng này, mã 2 36 này. Mã 2 size 36 này. Mã 2 size 36 này. Hết rồi. Lấy mấy đôi đó luôn đúng không? Đôi 1 giờ 39 á. Ủa nó đẹp. Cái đế của nó này. Siêu phẩm Lùng Hàn nha, size 39. Tại 39 xanh đi, nói gì biết chuyện nhỉ. Cái này comment Lùng Hàn 39 xanh. 39 xanh cái này nó như là phản quang đúng không? Cái đôi nó đẹp quá trời. Đôi này phản quang. Ai lấy qua một giùm em nha. Để dã man chưa? 39 xanh Lùng Hàn này. 39 xanh, chị nào lấy 39 xanh chốt 39 xanh. 39 xanh. Này, cho nay đi 40 không? 40 đẹp quá trời này. Có đôi 40 này. Cái này nó có dạ quang ánh kim cái gì nữa này. Rồi size 40 này, đẹp quá trời này. Trời ơi, size 40. Anh chị cắt giùm em đi. Em like giày đúng một lần nha mấy bà che, em like đúng một lần còn đâu em bỏ hết cho người ta luôn. Những cái này quá trời đẹp em đem ra em chào shop là hết liền luôn đó. Đem về nó bán mấy trăm ngàn lắm chị coi. 37 này. 37 nha. Đẹp chưa? 37 có đôi này. Có giày lăn không chị? Cái này nam nữ đi được hết, chị phong thể thao mà. Nam nữ đi được hết luôn. Chị nào lấy con một chữ màu hồng đó thôi. Mã 236 199 nha. Cái gì size 36 chị? Là nó đó, mã 2 là cái hộp màu xanh nè. Phải không? Ừ. Cái này phải không? Phải không Hương Trà? Trời ơi chị ơi, cái nào mới chị chốt cái đó chứ để em qua mẫu không có nhớ được đâu. Đó, đúng rồi đó. Mã này đúng không Hương Trà ơi? 36 cái này đúng chưa? Mã 2 á. Trời ơi, cái này mua cho con đeo, mình đeo ever, cái nào mình đeo cái đó. Đẹp dã man, mấy chị có 199 ngàn. Phải cái này không Hương Trà ơi? Trời ơi, khổ nó đẹp, đá măng là mấy bà chê. Cho Hương Trà này, 199 ngàn. Có mười mấy đôi này mà lấy cả tôi lai được bao nhiêu quần áo rồi mấy bà, lời đâu có nhiều đâu. Tôi đem tôi chào shop cái rồi. Này 37 này, tuyệt vời không mặt trời luôn á. 37 này. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cái đế của nó này. Đã ghê chưa? Màu xanh 37 cho chị 100. Trời ơi dép, dép bé nè. 199 ngàn luôn nha. Xăng đan bé nè. Giày bí tít xăng đan bé hàng xịn nha. Cái này không khác gì hàng Sodom mọi người. 37 nè. 37 cho chị 100 có một đôi. Má 2, 36 xanh hết rồi Ngân ơi. Hết nha. 100 này. Ok này. Đẹp quá trời. Cái này có... Bé trai nào đi chân size 30 thì lấy này. 28 nè quà. 30, 31. Có 3 đôi hả? Cái này có 3 đôi này. 28, 30 và 31 nha. 28, 30 và 31. Xăng đan thủ nó đẹp. Đã man luôn xăng đan bé trai. 199 của em nha, 199. Cái này em mua xỉ mà nó còn đang em đòi em 200 mấy thì đừng nói bán lẻ nha. Hàng y như hàng Sodom luôn á, đẹp quá trời luôn cái đế của nó này. Chị nào lấy con mình của em nha. Rồi. Cái này bé trai có 28, 30 và 31 nha. Bé trai 3 đôi à. Xăng đan bé này. Đẹp chưa? 199 của em nha. Rồi con này nó hết. Rồi hết. Qua cái khác. Chị bỏ cái này xuống của em. Quá à, siêu nhẹ con ơi. Bỏ nó mang dừa. Chân to quá không có dừa. Nó mang 36 không?
36 có đôi này, bé trai này. Sang đan 36 bé trai 199. Nè bé trai là chân to á, mấy chị mấy cái này cho bé nha. Đẹp lắm luôn này, có đôi thôi, cái này hàng hãng mấy chị ơi, đâu mà có mà sale mấy chị. Không ai có sale cho mấy chị đâu. Ủa cái này. Cái này là em có bạn nên là nó có hàng nó báo em thôi à. Đó đây ở trong cái gửi á chị. Size 36 bé trai chân bự nha. 36 này phải bằng 38 á chị, cái form da form thép này nó to. À. Chị Yến. Ok chị Nguyễn Lê Phi Yến này, 199 này. Rồi hết bé rồi. Bé có mấy đôi nhỏ. Rồi em qua cái khác đi nha. À, mấy chị vào sau á em like cái áo quá cổ, chị Yến lấy áo quá cổ không? Hàng đẹp lắm luôn. Cái đó có người lấy chưa? Có khách lấy rồi lấy tên đó. Đó. Ừ, ai lấy? Chị Phi Yến. Đúng rồi. Chị xem. 199. Còn đôi bờ đỏ ở dưới đúng không? Chị Yến lấy áo có cổ không? Em lên áo có cổ cho còn đúng 5 cái nữa này em hết à. Rồi chip mẹ nè. Một hộp 5 quần nha, màu siêu đẹp luôn. Nè mấy chị này, chip này là chip gân không hơi nha. Form 65kg đổ lại. Hương Trà ơi, hôm bữa em lấy quần chip cho ta. À chưa ship cho em đúng không? Ai lấy chip báo cho em nha. Chip từ 40-65kg siêu giãn. Cái này 69.000 một hộp 5 quần nha. Cái này em gần hết hàng rồi, chị nào chưa mua được thì chốt nha. Ai lấy quần chip chốt quần chip giùm em. Chị cho em một cái áo khoác cổ đi chị, em còn mấy cái cuối cùng em lên nốt cho. Mai 9 giờ em like nha. Buổi tối hôm nay hơi vắng, mai em like. Đây đây cái áo khoác cổ này chị, còn mấy cái cuối cùng em like nốt cho mấy chị này. Chị nào vào xong mà chưa có áo em lên nốt cái áo này lại lần nữa này. Size 36 hả? Màu xanh này chị hết rồi, còn 36 màu xám đẹp quá trời đó. Tại mọi người không có ưng á, có mười mấy đôi à, mọi người không lấy em không có like lại nữa, em bỏ cho nó shop bán luôn nha. Cái đó em đem ra shop em like cho người em bán. Cái này có ai lấy không ạ? Không. Trời ơi nó đẹp. Áo nữ có cổ này, siêu đẹp, mặc với quần jean mình làm nha. 101 nha. Em còn một đôi 36 màu gì đó, nó nãy em có lên rồi. Sáp. Sám trắng. 199.000 đôi này đẹp lắm, chị mua. Người mua nhầm với người bán không nhầm đâu. Này đó là hàng xả hãng xịn, nó nhẹ lắm mà chất nó đẹp. Rồi chị nào lấy con một đường em nha. Áo khoác cổ còn mấy cái nữa là hết rồi này cả nhà. 101 nha. Chị nào lấy áo khoác cổ chút, áo khoác cổ này. Rồi còn ai hỏi thêm gì nữa không em lên thêm chút nữa này. Có là em ọt mai em like tiếp nha. Tối nay vắng quá lên mẫu cái nhiều mẫu lắm mình sẽ la lên chậm quá không có la được. Chị Yến hả? Gì có giày 37 chị không hả? Em xem lại đôi size 40 chị Kim Đào, áo trắng có cổ 79 không vừa đâu chị Oanh Nam ơi. Em xem lại đôi size 40. Đợi xíu nha chị Hoàng Kim Đào ơi, để chị ấy lấy cho. Chị ơi lấy giày 38 size 37 hả chị Yến ơi? Giày 38 size 37 hay sao? Có set mẹ bé. Có nha. Chị cho em xem lại đôi 36 luôn đi. Đưa cho em Xuân đôi 40. Đôi 40 này. Chị Kim Đào size 40 này. Đẹp ghê chưa? Trời ơi cái đôi này 199 này là mọi người nhìn này. Size 40 nha. Cái này mấy bé nó đi học quá mấy chị, đẹp lắm luôn á. Người lớn mình đeo đi chơi. Trời ơi trẻ trung quá trời luôn này. Cái đế của nó này. Size 40 nha. Chị nào lấy size 40 chốt giùm em 40. 40 em có một đôi duy nhất à. Đẹp lắm ăn chưa? Ồ, đôi giày xuất sắc. Size 40 199.000 giày bao xịn nha. Chị nào mà là fan ruột của Hàn lấy đi nha. Bán để cho mọi người cảm nhận cái đôi giày nó đẹp cỡ nào mà giá nó rẻ như vậy. Size 40 ha, fan ruột mà Hàn nói là lấy đi là biết rồi đó. Chị Kim Đào ok này. Chị Kim Đào Shopee này. Chị Kim Đào này. 199 ạ. 41 không có đôi nào luôn đó chị. Cái này nó bị móc hộp nên người ta sale nha. Không có đâu mấy chị ơi. Ai mà đi lấy hàng mà lấy kiểu lẻ lẻ vậy sao không bán chị? Cái này là nó bị móc hộp có mấy đôi à.
size 36 này, hồi nãy Kim Ngân chưa lấy 36, trời ơi 36 nó đẹp nhất lắm luôn, nó có phản quang nữa này. Nè, may phản quang xung quanh nữa này. Đẹp chưa? Em có 36 này. 199 á chị Phương An. Chị ơi có đôi nào 37 nữa không? Hết rồi. Hết 37. Còn 38 và 39. Còn 38 và 9 à, đẹp không? Rồi chị nào lấy comment của em nha. Size 36 này. Nam nữ đều được Minh Thu ơi. Đẹp đã mà. Size 36 nha mọi người. Size 36 này. Đẹp chưa? 36 em có đôi 36. 199 này. Không còn đôi nào 37 hả chị Hoa? Có một đôi duy nhất. Có đôi duy nhất 37 mọi người nghe thấy không? Còn 38, 39. 38, 39, 36. Đó, chị nào lấy một chút nha. Rồi chị bỏ luôn đi. Rồi. Đẹp mà em đi size 37 là không còn size á. Rồi chế nào hỏi thêm gì nữa không anh chế ơi? Mai like tiếp đi nha. Chị Phương An có cần thêm đồ không? Em like thêm cho một bé gái này. Bé gái 29 có mấy mẫu đẹp lắm. Chị kiếm em còn không? Này size lớn không à? Bé gái 4 mấy ký này. 30 à. Bộ này bộ múa có ai mua bé như Lê Trần này thể thao nam hả? Cái đôi hồi nãy like nam nữ đều đeo được hết nha, nhưng mà quan trọng còn size không. Ôi mà tôi làm tiếng like dày lắm các bà ơi, còn mấy đôi mai tôi bỏ đi khóc đi, like lâu quá. Nãy giờ mất bao nhiêu khách luôn vì dày vậy đó. Rồi có chị nào cần thêm đồ bé đi không, comment dùm em lên size cho không là em offline đây. Mai em like đi ha, 2 giờ này vắng khách quá trời. Đồ thì còn nhiều mà mất hết quá trời. Cái này có hài lắm rồi à, cái đó bị bom hàng á chị ơi. Đi ngủ hả? Mai lên thi á? Mai đi lên thi à? Đúng rồi, mai đi thi rồi. Thì thôi em off nha mấy chị nhá. Mai có gì em like tiếp ha. Giờ vắng quá. Like chậm.